thân mình, ngày ngày chúng lo việc như tin. Một đời đời dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho cuộc đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây cờ đỏ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Kính chào quý cô dì chú bác và quý anh chị em. Chúng ta nghe hết bài Nối Dịp Trùng Dương rồi chúng ta sẽ bắt đầu. La, la, la.
năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi ấp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt rất đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Rồi một lần nữa Hoàng Tôn kính chào quý cô dì chú bác và quý anh chị em. Hôm nay là Hoàng Tôn có 2 vị khách mời, một vị ở quốc nội và một vị nữa ở bên Úc. Thì trước khi Hoàng Tôn mà mời vị ở quốc nội lên, vì Hoàng Tôn thấy ba cái chú này nói chuyện cũng rất là hay, cũng rất là hiểu tới chính phủ. Mà hơn nữa đó là chú biết tới chính phủ từ năm 2012 lận. Nên những cái gì mà
chú trao đổi với Hoàng Tôn, Hoàng Tôn thấy rất là hay nên và chú cũng muốn lên trên diễn đàn của Hoàng Tôn để chú chia sẻ những cái cảm nhận của chú. Thì trước khi Hoàng Tôn mời chú lên, Hoàng Tôn muốn làm cái đề tài đó, nói về cái việc của Tổng thống Trump. Hoàng Tôn có coi một cái video, có nghĩa là nói tới những cái người mà dân chủ, đảng dân chủ mà triệt hạ uy tín rồi mạ lị, mạt sát, cái vậy chế nhạo Tổng thống Trump sau khi cái bầu cử thứ hai, cái nhiệm kỳ 2, cái nhiệm kỳ nhất của ông Obama và cái nhiệm kỳ 2 ông đứng lên, ông ứng cử lại. Và ông đắc cử thì trong cái đó thì Tổng thống Trump có nói là cái nhiệm kỳ tới là Tổng thống Trump sẽ đứng lên tranh cử tổng thống. Thì những cái người này họ dạng giống như trong một cái bữa tiệc mà của cái hội mình giống như nhà báo tự như vậy, thì rất là đông người trí thức, rất là đông người trí thức luôn, cả những người chiến lược gia này kia cũng có đều tham gia. Nhưng mà cái cách mà Hoàng Tôn muốn chia sẻ cái video một khúc ngắn thôi lại để cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em và đồng bào trong nước được hiểu là những cái người này họ cho họ là có trí thức này kia, nhưng họ không có là về cái nhìn nhận chính trị luôn, cả cái về tương lai, cái viễn cảnh họ cũng không có nhìn ra cái tệ nạn của Hoa Kỳ lúc ông Obama đương nhiệm đó. Nên khi cái này là nói tới 7 năm trước, cái video nói tới 7 năm trước là nói tới sau khi ông Obama đắc cử lần thứ hai đó, cái nhiệm kỳ 2 đó, thì họ lên họ chế nhiễu. Hoàng Tôn muốn quay lại cái video đó, Hoàng Tôn giải thích, rồi sau đó Hoàng Tôn sẽ nói tới cái việc vấn đề của Tổng thống Đào Minh Quân, rồi luôn cả cái cộng đồng hải ngoại như thế nào đó. Rồi chúng ta sẽ mời chú ở trong quốc nội, và chúng ta sẽ mời luôn một chú ở Úc này. Giờ Hoàng Tôn sẽ chia sẻ cái video này để cho quý vị chú bác, quý anh chị em coi lại. Cái này Hoàng Tôn có share trong nhà mình rồi, nếu ai muốn thì hãy vô trong trang nhà của Hoàng Tôn để coi lại. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Donald Trump often appears on Fox, which is ironic because a fox often appears on Donald Trump's head. Ý cái người này là Hoàng Tôn không hiểu ông ta là phát ngôn viên hoặc là ông ta là một cái người gì, Hoàng Tôn không biết cái tiểu sử của ông này. Nhưng khi ông lên á, ông nói về cái việc mà Tổng thống Trump mà muốn lên ứng cử sau khi nhiệm kỳ 2 của ông Obama đó, thì họ lên đó họ chế nhiễu, có là họ nói chế nhiễu là cái đài Fox TV đó, nhưng họ chế nhiễu lại là cái kiểu giống như là họ cho Fox cũng có tiếng, trong tiếng Anh đó, nó cũng có nghĩa là một con cáo già, cái kiểu một con cáo. Thì họ chụp cho Tổng thống Trump một cái mũ là Tổng thống muốn lên cái đài Fox News, là đài TV Fox News, thì cũng giống như là nó hiện lên cái kiểu mà giống như cái đầu của con cáo vậy, cái kiểu như vậy. Hoàng Tôn không biết dịch nghĩa, cái sát nghĩa của tiếng Việt. Và mình thấy đó là cái hội trường người ta vỗ tay này kia nọ rất đông, nhưng đây là Tổng thống Trump. Ông ngồi đó, ông ngồi ông rất là thầm lặng, ông ngồi ông giống như để nghe những cái người mà triệt hạ uy tín mạ lị này kia nó của mình như thế nào. Thì quý vị nghĩ ở trong một cái hội trường đó, một vị mà business, tức là một vị ở cái thời đó là Tổng thống Trump, một người tỷ phú đó, mà ngồi trong một cái hội trường toàn là học giả, triết giả, những nhà trí thức này kia, có người ai mà được mời vô đây đó, là toàn là những người trí thức này kia hết, những nhà chính trị gia đủ thứ, những cái thành phần mà làm trong chính phủ Hoa Kỳ này kia đó. Nhưng khi họ nghe những cái người mà phát ngôn này á, nói này kia, họ cười, họ đùa cợt này kia đó, nên cái đó để cho nhân loại coi đó. Thì cái này á, là khi mà
mà cái video này mà nó chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng á, thì những cái người mà có trí thức này kia đó, họ sẽ đánh giá là những cái người mà ngồi mà chế nhạo này kia là thuộc cái dạng tiểu nhân, mà hoặc là ngụy quân tử đó, thằng Tôn cho là ngụy quân tử đó. Đó, họ nghĩ là họ là người trí thức này kia, nhưng cái kiểu của những cái kiểu cách mà họ làm á, rất là thô bỉ. Đó, Hồng Tôn mà mình phân tích như vậy, vì hồi nữa Hồng Tôn sẽ phân tích tới cái việc mà cộng đồng bị người phái ngoại. Đó, giống như nó nói là những người mà đi tới đây mà ăn tiệc này kia đó, thì khi mà ăn những cái tiệc mà ăn những cái món khai vị đó mà ăn không hết này kia đó, thì con cáo đó, nó sẽ ăn hết đó, cái kiểu như vậy đó. Mà đây là cười ầm này kia nọ lên. Còn tôi thấy cái việc này nó không phải là một cái việc mà kêu là dạng chế giễu này kia, vì hết tất cả những cái người ở đây nè, Hoàng Tôn bảo đảm trong nhà trong đây chẳng có một người nào là tỷ phú đó, chẳng có một người nào là tỷ phú trong đó, trong khi họ đang ngồi với một người tỷ phú đương đại của Hoa Kỳ này kia mà họ chế nhiễu cái kiểu như vậy đó. Và đây là ông Obama, ông ngồi đó, ông nghe này kia cái nọ. Đối với một vị tổng thống đó, ông là đang đương nhiệm cái nhiệm kỳ 2, ông mới đắc cử lại cái nhiệm kỳ 2. Mà khi ông ngồi này kia đó, cái kiểu mà ông nghe những cái người mà nói triệt hạ tới một người mà sắp tới tuyên bố là cái nhiệm kỳ tới là ra tranh cử tổng thống này kia đó. Đó. Ông cười giống như cái dạng kiểu mỉa mai này kia nọ, chứ ông không hiểu được là những cái người mà nếu họ tuyên bố mà họ ra muốn tranh cử, có nghĩa là họ cũng có một cái tầm chiến lược, một cái đối thủ này kia phải là gườm cỡ lắm mới kêu là ra tranh cử. Vì trong Hoa Kỳ á, cứ 4 năm một lần, mà đâu phải là những người mà ra tranh cử là những người mà thiếu kiến thức hoặc này kia nọ đâu. Vì trong 300 mấy chục triệu dân, đâu phải ai cũng có thể ra ứng cử này đâu. Nhưng khi mà mình mò một người đứng ra mà ứng cử trong 300 mấy chục người, đó 300 mấy chục triệu người, thì đâu phải là đơn giản mà họ mỉa mai. Rồi luôn cả ông Obama đó, khi ông làm như vậy đó, hồi đó nó sẽ chiếu tới cái khúc mà ông lên nói. Chứ còn tôi thấy qua cái kiểu cách mà ông nhìn này kia, cái ông khinh thường, ông dạng giống như khinh thường mà ra mặt luôn á. Nhưng mà đối với một người mà so sánh đi, ông này á, ông là một law firm, ông có một law firm, nhưng mà nói cái trước khi mà ông bước vô Nhà Trắng đó, thì trong cái tài sản này kia ông á, ông chưa có được đạt tới 1 triệu đô nữa đó, ông chưa đạt được 1 triệu đô nữa, trong khi đó là ông Trump đó, là ông đã multi billionaire rồi, là nhiều tỷ đô rồi, thấy không? Và một người như vậy mà lại đi khinh thường một đối thủ, một cái này kia của mình khi người ta tuyên bố mà muốn ra tranh cử, thì mình coi cái lập trường và luôn cả những cái sự hiểu biết này kia của ông Obama thì coi ông như thế nào. Hồng Tôn đánh giá ông là một người rất là thấp hèn. Donald Trump would make a great president. Of course, he said the same thing about an old rusty bird cage he found. Cái này mà ai mà hiểu tiếng Anh á, coi á, là cái dạng giống như là mình thấy cái họ dùng những cái chữ nó rất là tồi tệ luôn á. Giống như á, ông nói cái ông mà phát ngôn này, ông nói là tổng thống Trump own cái patent mà của cái về Miss Universe á, làm thi mà hoa hậu này kia đó, thì ông nói đó, tổng thống Trump giống như dùng cái đó để giống như là streamline, là đi giống như là dùng gái mà để đi tìm người phó tổng thống vậy đó, cái kiểu mà họ mạ lị, cái kiểu mắc dạy như vậy đó. Now I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Đó, quý vị thấy á, một cái người mà tổng thống đứng lên làm tổng thống, giống như á,
ông Obama này á, ông không có hiểu cái lịch sử của Hoa Kỳ, ông không có hiểu một cái khỉ khô gì của lịch sử của Hoa Kỳ đó. Hoa Kỳ có ngày hôm nay đó, Phong, là phải trải qua một cuộc binh biến giữa Nam Bắc, là cái thời mà Nam Bắc á, là người người mà ở phía Bắc á, quân đội mà phía Bắc á, là họ muốn kêu là công bằng này kia nọ, họ không muốn làm nô lệ này kia nọ. Còn người miền Nam á, thì tự nhiên tại cái thời điểm đó là rất là nhiều nước kêu là di cư này kia tới Hoa Kỳ, nên nó có nhiều thành phần ở trong đó. Thì khi mà trải qua thì ở trong đó nó lại chia ra là hai bên, một bên đó là muốn thống nhất đất nước bằng công bình này kia nọ, là không có tệ nạn mà slavery là nô lệ, là đem những người mà phi châu bên châu Phi á, qua bên này làm nô lệ này kia đó. Người miền Bắc họ không muốn, còn người miền Nam thì họ lại muốn, nên cuối cùng á, hai cái vỏ mồm á, nó không có đi tới cái kết quả, thì lúc đó mới dùng súng đạn. Thì khi dùng súng đạn á, thì trải qua một cuộc binh biến chiến tranh và chết rất là nhiều người ở trong đó. Thì khi mà miền Bắc thì đương nhiên là những người mà da đen á, là chính là Hoàng Tôn thì không biết tổ tiên của ông Obama này là qua thời nào đó, nhưng mà ổng là da đen thì ổng phải nên biết á, là cái người mà Hoa Kỳ đó là muốn cái đất nước nó không có nô lệ này kia nọ. Thì ổng là một người da đen tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, nên ổng càng phải hiểu lịch sử của Hoa Kỳ hơn hết. Thì trong cái cuộc binh biến mà giữa miền Bắc giữa Bắc Nam á, thì cuối cùng á, là miền Bắc thắng và miền Nam thua. Nhưng khi cái ông tướng mà Lee đó, Robert Lee đó, ổng đầu hàng này kia nọ, thì ông tướng của mà bên bộ tư lệnh, mà ông tướng mà nắm bộ tư lệnh của bên Bắc Cộng này, Bắc quân á, thì mới ra lệnh cho những thuộc hạ của mình là phải đối đãi với ông tướng Robert Lee là cũng giống như là một người mà khách này kia nọ vậy, và cũng theo những cái nghi lễ này kia đàng hoàng đó, mà nên không ai dám có thể là kêu là mà khinh rẻ mạ lị hoặc là mạt sát hoặc là chế nhiễu này kia nọ đó đó. Bởi vậy á, ông Obama này ổng không có hiểu cái lịch sử của Hoa Kỳ và những cái vấn đề mà tại sao Hoa Kỳ có ngày hôm nay. Bởi vì nghe tổng thống giảng á, trong cái tàng viện của Hoa Kỳ đó còn giữ lại những cái chiến tích mà của những người mà miền Nam mà thua trận đó còn nhiều hơn là của bên mà thắng trận nữa. Vì sao? Vì á, khi họ thắng họ không có kêu, mà họ còn tôn trọng những bên thua này kia nọ nữa đó. Họ vì họ coi những người thua là trận này kia là cũng là người, cũng là con người này kia, cũng là đồng loại, và nên họ cái kiểu mà họ đối xử á, rất là công bằng, rất là ấy với nhau, rất là tôn trọng và nể nang lẫn nhau, chứ không phải không phải như cái cách của ông Obama này ông làm. Cái ông Obama này ông làm á, ông có nghĩa là ông đang là người thắng cuộc, mà cái người mà kế tiếp mà lên tranh cử tổng thống ổng còn chưa hiểu người ta ra như thế nào thế nào, mà ổng lên ổng mạ lị này kia nọ, nên bây giờ ổng phải chịu một cái quả báo đó, là bây giờ những cái người mà đã từng chế nhiễu của tổng thống Trump này kia đó, thì cái mặt của họ đó, ông Tôn nghĩ phải mỗi lần coi lại cái video này á, là họ giống như là phải tìm cái cống mà họ chui á, chứ không có thể tìm chỗ nào mà chui đi được đấy. Mỗi lần mà coi ngược lại cái video, mỗi lần mà những cái video này lên mà chiếu lại này kia, là những cái ông Obama này kia là ông phải tìm cống mà ông chui luôn á. Thằng Tôn nói như vậy, chứ ông không có hiểu một cái lịch sử của Hoa Kỳ này kia nọ như thế nào để ông đối nhân xử thế mà cho nó đúng cái nghĩa của người kêu là chính nghĩa. Thì đối với cái thằng cộng sản cũng vậy thôi, khi nó là cho nó là một người thắng cuộc thì nó làm gì? Nó lại đi dùng cái quyền lực này kia, nó trả thù, mà trả thù một cách tàn độc đối với những chú bác trong Việt Nam Cộng Hòa này kia nọ đó. Nó tù đầy, phải không? Nó tù đầy, nó là một cái thằng dốt mà nó đi cải tạo người ta. Trong khi á, tất cả những chú bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa dù là lính cũng ít nhất cũng học được hết 12 đó. Còn những sĩ quan là ít nhất là phải học xong đại học này kia nọ luôn, mà thằng dốt ở trong rừng học lớp 2 chưa tới hoặc lớp 1 cũng chưa xong đó, mà lên mà muốn làm cải tạo này kia, muốn giảng đời giảng đạo của người ta
mà nó vô trong đó hả, nó trù dập, nó đánh đập, nó trả thù thật là tàn độc luôn á, nó kiểu như vậy. Thì bởi vậy á, Thượng Đế trời Phật á, mới phạt cái con người cộng sản là như vậy đó. Nên mình coi lại lịch sử đó để mình làm gì, để mình đừng bao giờ để đi vô cái vết xe đổ của những con người cộng sản, những người mà giống như là không hiểu những cái gì mà Thượng Đế ban cho mình này kia nọ, và mình giống như là mình lợi dụng nó đó, mình lợi dụng nó tới triệt để này kia nọ luôn đó. Bởi vì ông Obama cũng vậy thôi, đó là ông không hiểu là khi mà ông lên làm tổng thống đầu tiên người da đen á, thì ông phải nên hiểu là tại sao là ông được này kia nọ như vậy, ông được Thượng Đế này kia ban cho ông như vậy, trong khi hồi xưa đó là biết bao nhiêu người da trắng này kia nọ ở miền Bắc, ở Bắc Quân phải nằm xuống để cho dòng dạng như tổ tiên này kia của ông để được tự do này kia nọ. Nhưng bây giờ đó, ông lên đó, ông quên hết những cái lịch sử đó rồi. Ông lên bởi vậy ông phán những cái câu ra mà ông chế nhiễu này kia, Hoàng Tôn mới coi đó, thiệt là một người rất là thô bỉ, một người tổng thống mà rất là thô bỉ. All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. For example, no, seriously, just recently in an episode of Celebrity Apprentice, the steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks, and there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership, and so ultimately you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night. Đây, cái video này đó Hoàng Tôn làm để cho quý cô dì chú bác ở hải ngoại đó để nghe về cái video này là chính. Để Hoàng Tôn, hồi nữa Hoàng Tôn sẽ nói về cái việc mà cộng đồng hải ngoại. Well handled, sir. Well handled. Say what you will about Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. Ông móc là ông nói nó cái kiểu nó móc họng á, nói là tại vì tổng thống Trump ở thời đó ông tuyên bố nếu mà ông là lên mà ứng cử tổng thống, mà nếu ông đắc cử này kia ông sẽ thay đổi những cái vấn đề trong Nhà Trắng này kia đó, thì ông Obama đó ông mới đưa mấy cái này lên á, ông để ông chế nhiễu á, cái kiểu vậy. Rồi, bây giờ mình coi cái video đó thì để Hoàng Tôn á, cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em á, hiểu được á, trong cái nước Mỹ ở thời điểm này á, nó cũng bị rất là nhiều cái vấn đề mà lũng đoạn, là về là họ sống á, họ ở cái thời điểm này á, họ theo Hoàng Tôn tìm hiểu cái lịch sử, tại Hoàng Tôn cũng có coi lịch sử của Mỹ này kia cái nọ qua dòng thời gian đó, thì mình biết á, ở cái thời mà đấu tranh này kia nọ đó, tới tận bây giờ đó, là rất là nhiều xương máu này kia để đổ xuống mới có cái nước Hoa Kỳ như ngày hôm nay. Nhưng tại sao ở cái thế hệ giống như mình thấy hiện đương đại như vậy nè, người ta đó không có quý, người ta không có quý trọng người ta không có quý trọng những cái gì người ta có, luôn cả những cái tự do dân chủ đó, như ông Obama đó, thấy không, ông không hiểu được á là tổ tiên của ông này kia đó là những người mà da trắng, mà những người mà người ta từng đổ máu chết chóc này kia mới giành lại những cái độc lập này kia nọ đó cho tổ tiên của ông để được tự do và thống nhất đất nước này kia. Nhưng ông lại không hiểu, ông lấy lạm dụng cái vấn đề mà tự do này kia, ông dùng những cái mà ngôn ngữ nó rất là, Hoàng Tôn cho là rất là tồi tệ. Tại vì một vị tổng thống không thể nào mà lên chế nhiễu hoặc làm kim, giống như là một người comedian, cũng giống như mấy, Hoàng Tôn cho là mấy cái thằng mà hay đứng lên mà làm mấy cái nói chuyện, mấy cái joke là mấy cái câu châm biếm cái kiểu vậy đó, để cho thiên hạ cười đó. Đó thì
cái kiểu mà ông Obama này, một vị tổng thống mà đứng lên mà nói cái kiểu đó cũng giống như chẳng khác nào là cái những cái thằng mà trò hề nó đứng lên nó nói trò, nó nói mấy cái chuyện hề để cho người ta cười thôi. Đó. Vì chính cái vấn đề này đó nó mới đưa lại, nó mới đem lại là cái kết quả là của ổng cho ngày hôm nay. Đó là có gì những cái ngày, những cái thời đó mà ông nói cái gì á, thì bây giờ là ông nhận hết, phải không? Ông nhận hết, nên bây giờ mà ai mà coi lại mấy cái này mà người ta đưa lên này kia đó thì người ta đánh giá ổng, mà mỗi lần mà ổng đi ra ngoài này kia nọ đó mà ổng gặp người dân mà cứ đưa lên mấy cái video này cho ổng coi đó, thì cái chuyện nhục nhã nó không biết đâu mà chui luôn đó. Thằng Tôn nói như vậy đó. Bởi vậy những cái người này, những cái thời đương đại bây giờ đó, người ta mất cái giá trị này kia. Thì Tổng thống Trump á, còn tôi coi cái lịch sử của Tổng thống Trump á, từ cái thập niên 80 rồi đó, mà người ta phỏng vấn ổng á là tại vì ổng đã nhìn ra ở từ cái thập niên 80 rồi đó, nên nhìn ra cái tệ nạn của Hoa Kỳ đó, từ cái thập niên 80 rồi, nên khi mà người ta phỏng vấn ổng đó, người ta có mà hỏi ổng là nếu ổng có nghĩ là một ngày nào đó ổng sẽ đứng lên ra ứng cử tổng thống này kia không, thì ổng nói đó, một ngày nào ổng cảm nhận được là nước Mỹ cần tới ổng, ổng sẽ đứng ra ứng cử đó. Thì từ cái thập niên 80 đó, trải qua nhiều cái đời tổng thống này kia nọ, nên khi tới tận bây giờ đó là mình thấy là trong cái nhiệm kỳ của ông Obama, là cái khi mà ông Obama đắc kỷ nhiệm kỳ 2 đó, là Tổng thống Trump á, ông nói là nhiệm kỳ tới ông sẽ đứng ra ứng cử. Thì mấy người này á, đó không, họ còn mấy năm, ông Obama ông còn tới 4 năm nữa, phải không, trong cái nhiệm kỳ 2, thì ông mới mạt sát mạ lị rồi làm đủ những cái trò này kia cái nọ, phải không? Nên mình cho thấy rồi những cái đảng dân chủ đó, nó cũng làm, nó làm những cái trò rất là dơ bẩn. Với vậy họ lạm dụng, họ lạm dụng vô cái vấn đề mà tự do kêu là tự do dân chủ, mà tự do được nói được nghe này kia, nhưng họ dùng quá đáng đó, họ dùng quá đáng. Rồi bây giờ đó chúng ta thấy luôn cả người Mỹ ở cái đảng dân chủ bây giờ đó, vì tiền đó mà họ lên đó, họ có thể là dùng giống như là trắng nói đen, đen nói trắng luôn, có nó không, không nói có luôn, nó tệ tới như vậy luôn á. Mà họ cũng không hiểu là tại sao họ có ở trên cái đất Mỹ này đó, họ quên hết những cái vấn đề đó, là tại sao là tổ tiên họ có trên cái đất Mỹ này. Vì họ cũng là phải chạy từ một cái nước của họ tới, vì cái nước Mỹ là một cái nước mỏ da đỏ, cái nước mà kêu là của người mỏ da đỏ đó. Bởi vậy á, những cái sau này mà những cái kêu là phong trào mà di cư này kia nọ đó, thì nước Mỹ, tại vì họ là một nước kêu là trên trái đất này chỉ có nước Mỹ là một nước giống như mà họ có một cái tam quyền phân lập á, mà nó không có giống một nước nào hết đó. Đó, họ open, có là họ mở ra rất là nhiều ấy, cái cạnh họ cho tự do này kia đủ hết luôn đó. Họ cho tự do tư tưởng, tự do nói, tự do này kia luôn. Bởi vậy những cái người mà làm mấy cái hình nộm của tổng thống cởi chuồng này kia nọ đó, đó họ cho ấy như vậy luôn, họ không có quan tâm. Nhưng mà ít nhất là những cái người đó phải hiểu được là tại sao mình có chân ở trên đất Hoa Kỳ, và tại sao là mình được hưởng những cái vấn đề này. Trong khi đó, đó là rất là nhiều người đã nằm xuống để cho mình mới có ngày hôm nay, phải không? Đó. Bởi vậy những cái thằng mà cộng, bây giờ mình nói, đó là mình nói cho những người Hoa Kỳ, đó là khi mà ông Trump á, ông nhận định được á, là đã tới thời á, là nước Mỹ cần ông đó. Mà cái này là ông đã nói từ thập niên 80 rồi, là một ngày nào ông nghĩ nước Mỹ cần ông sẽ đứng lên ứng cử đó. Thì ngay cái sau khi cái ông Obama mà thắng nhiệm kỳ 2 đó, không, thì ổng đã biết được là bây giờ là nước Mỹ đang cần ổng, phải cần ổng để thay đổi đó, kỷ cương, thay đổi rất là nhiều vấn đề ở trong cái nước Mỹ đó. Nên á, ổng mới muốn ra ứng cử. Thì những cái người này họ mạ lị mạt sát, rồi họ chế nhiễu này kia đó, và cuối cùng rồi sao đó, trời có mắt, thấy không đó, ổng lên và ổng đã thay đổi này kia đó như thế nào, và thường xuyên thay đổi luôn. Và mấy chục năm nay ổng là một người tổng thống đầu tiên hứa cái gì là làm cái đó, đó mà làm đúng theo tuyến độ luôn, thấy không? Đó, bởi vậy là bây giờ
mình nói qua cái vấn đề đó, mình nói ngược lại trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Thì như Hoàng Tôn nói đó, tất cả những cộng đồng Việt Nam hải ngoại, mình qua được những cái nước tự do, dân chủ, thì mình phải nên biết là những cái nước tự do, dân chủ này, họ, cái thế hệ đi trước phải đánh đổi bằng sinh mạng, phải đánh đổi rất là nhiều thứ mới có cái tự do dân chủ của ngày hôm nay. Nên khi mình qua đó, mình được người ta mở rộng vòng tay đó, mà ôm đón mình vô, phải không? Để đào tạo con em mình, cho con em mình một cái cơ hội để đóng góp cho nhân loại này kia nọ đó, phải không? Đó thì trong đó cũng có rất là nhiều người Việt thành công ở trên những cái nước tự do. Thì bây giờ tại sao đó mà cái cộng đồng người Việt mình á, mình lại quên đi cái lý do tại sao mình có trên đất Mỹ, tại sao mình có trên đất Úc, tại sao mình có trên những cái đất nước Tây phương tự do như vậy, mà mình không những mình quên đi cái lý do tại sao mà mình còn quay lưng lại với đồng bào mình ở trong nước đó. Mình quên đi cái lý do là mình qua đây là tất cả là vì cái tệ nạn cộng sản, không là trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Nhưng mà mình quên đi, mình thừa hưởng được một cái văn minh, một cái nền văn minh mà người ta đó, cái thế hệ trước này kia đã từng phải hy sinh bỏ mạng để cho mình đạt được, cho mình có được những cái mà mình người ta ban lại cho mình. Phải không? Mình không những không mang ơn, phải không? Mình không mang ơn mà mình còn quay lưng lại đi với đồng bào của mình ở trong nước nữa. Vì sao? Hoàng Tôn nói như vậy. Vì khi mà mình qua đây, mình được ăn, được học, là người ta cho mình là tự do. Mình có tự do tư tưởng, mình có tự do lý tưởng. Thì mình phải có trách nhiệm để mình đi tìm một đường lối. Để làm gì? Để mình giúp lại cho đồng bào này kia của mình. Phải không? Thì trong cái đường lối đó, thì đã có Tổng thống Đào Minh Quân đã đứng lên nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ, có ba đời là lão niên, trung niên và thanh niên đứng ra ủng hộ. Mà những vị đó là những vị có tiếng tăm, những vị có giống như là được cộng đồng này kia ở trong cộng đồng người Việt tị nạn biết đến đó. Chứ không phải là ai muốn lên thì lên, không phải như vậy. Đó. Thì người ta cho mình một cái tự do tư tưởng, tự do ăn học. Người ta cho mình cái tự do tư tưởng luôn, để cho mình có lý tưởng, và người ta giáo dục cho mình luôn, phải không? Nhưng tại sao đó mình lại không hiểu, mình không đi tìm này kia để đúng những cái đường lối chống cộng này kia, để giải thể được cái tà quyền cộng sản ở quê nhà cho đồng bào mình. Đó, nhiều khi Hoàng Tôn rất là đặt ra nhiều cái câu hỏi tại sao và tại sao. Nên Hoàng Tôn nghĩ những cái người đó, họ nghĩ đó, họ giống như kiểu mà lênh đênh trên biển thì cầu trời xin Phật để cho họ được tới cái bến bờ tự do, khỏi được chết, phải không? Để họ có thể cống hiến, họ làm đủ thứ cái đó. Nhưng khi mà qua được thì họ còn nhớ, tại vì họ mới thoát khỏi một kiếp nạn mà, nên họ còn nhớ. Nhưng từ từ rồi đó, không hiểu là vì lý do nào đó, mà họ càng ngày càng thấy giống như là sao lãng và quên đi. Trong khi đó, đồng bào ở trong nước một ngày càng một cơ cực hơn, một ngày càng chết nhiều hơn. Bởi cái tà quyền cộng sản nó đã bán cái đất nước cho Tàu, không? Và nó đang tâm, nó hạ độc dân tộc Việt Nam. Mình ở đây nè, làm sao mình không thấy được? Thì nước Mỹ, những cái nước tự do đó, họ đâu có bịt mắt mình đâu. Họ đâu có bịt mũi, bịt tai, họ đâu có bịt miệng mình đâu. Họ đâu có đâu. Họ cho mình tự do. Nhưng tại sao mình không đem được cái đó đến cho đồng bào ở trong nước, mà chính mình lại đi bịt mũi, bịt miệng dân tộc mình, đồng bào hải ngoại mình, không cho những cái đồng bào hải ngoại này biết tới một chính phủ có thể giải thể được tà quyền cộng sản ở Việt Nam, để đem lại tự do dân chủ giống như mình được hưởng, giống cho đồng bào giống như mình được hưởng ở đây.
Nên cái người đó Hoàng Tôn muốn đem lại, Hoàng Tôn đưa lên cái video mà của người Tây đó, không để Hoàng Tôn dẫn chứng lại cái người Việt hải ngoại. Và Hoàng Tôn mong là quý cô dì chú bác hãy suy nghĩ lại những cái gì Hoàng Tôn nói đó, có đúng hay không? Mình sống ở cái nước tự do này đó, mình đâu có đói cái ăn, mình đâu có đói cái mặc, mình đâu đói cái chỗ ở, mình đâu đói cái xe. Những cái đó là những cái phương tiện ở trên cái cõi đời này thôi. Một ngày đó mình có 24 tiếng, mình ngã lưng á, mình nằm được mấy tiếng trong một ngày? Khoa học từng chứng minh á, nếu mà mình nằm từ 8 tiếng trở lên á, mình cũng là sẽ sanh bệnh. Phải không? Vậy mình nằm trong cái ghế đẹp cái này cái kia, cái giường đẹp cái này kia, nó cũng có chỉ bao nhiêu giờ đó thôi. Còn cái xe là cái phương tiện, một ngày đó mình ngồi lên cái xe đó được bao nhiêu tiếng? Mình đi từ A tới B được, mình được bao nhiêu tiếng trong một ngày? Phải không? Cái đó là cũng là phương tiện. Còn cái ăn, cái mặc, mình đâu có thiếu thốn. Mà mình có ăn cách mấy đi nữa, mình có ăn ngày cũng có 3 bữa. Ăn vặt có thể lên 4, 5 bữa, nhưng mà đó ăn vặt là hết. Còn cái mình có được mà đáng nói được là mình có bầu trời tự do tư tưởng, tự do dân chủ, tự do mình muốn làm gì làm. Cái đó là quan trọng. Trong một kiếp người, có phải đó là mình bỏ hết tất cả của cải, tài sản, những cái gì mà cá nhân như Hoàng Tôn nói, cái mưu cầu hạnh phúc cá nhân đó, qua một bên để mình vượt biên, mình qua bên đây là vì gì? Vì có phải là vì tự do không? Đó. Đó, nhưng tại sao lại mình lại quên đi đồng bào mình ở trong nước mà mình nhẫn tâm, mình bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng đồng bào hải ngoại này kia, để cho cộng sản nó cai trị người dân tới khốc liệt luôn. Bây giờ tất cả người dân Việt Nam là mang một cái mầm bệnh, Hoàng Tôn cho là cái mầm bệnh ung thư đó. Đó, Hoàng Tôn thấy nhiều khi mình nghĩ lại rất là đau buồn, vì Hoàng Tôn tự nhiên mới biết ra được đó, là một cái tin đó là dì của Hoàng Tôn đó, là mới diagnose đó, ra là bị ung thư. Đó là mà bây giờ biết ra được là giai đoạn cuối, mà gia đình nó cũng không có cho biết là mẹ bị ung thư nữa vì sợ. Thấy không? Đó là bây giờ mình cứ nghĩ là mình đau bụng, đau bao tử này kia, không? Mình cứ uống thuốc đi, bác sĩ cho thuốc. Đó, mình cứ nghĩ như vậy, mình sợ này kia nọ. Và cuối cùng khám ra là giai đoạn cuối nó đã di căn everywhere, rất là nhiều chỗ. Mà Hoàng Tôn cũng đã có một người dì Úc đã chết vì ung thư rồi. Thấy không? Đó, nhiều khi đó, tại sao đó mình nghĩ lại mình thấy Hoàng Tôn thấy rất là trăn trở những cái vấn đề mà chống cộng này kia nọ ở đây. Tại sao là mình chống mà rất là mù mờ, mà trong khi mình cái miệng mình nói chống, mà trong khi là cái thâm tâm của mình đó, là mình muốn diệt dân tộc Việt Nam, mình thay cho tàu, thay cho cộng sản Việt Nam để diệt đồng bào mình. Đó, Hoàng Tôn thấy vậy, Hoàng Tôn thấy rất là buồn. Đó, nên Hoàng Tôn muốn lên, Hoàng Tôn chia sẻ với như vậy, và hồi nữa thì Hoàng Tôn sẽ nói về cái vấn đề này hơn, để Hoàng Tôn mời một cái chú ở bên Việt Nam lên trước để cho chú nói chuyện, rồi chúc Hoàng Tôn ấy lại, Hoàng Tôn quay lại. Để Hồng Tôn phone cho chú. Đó, nhiều khi mình nghĩ lại, nhiều khi Hồng Tôn coi lại cái video mà chế nhiễu Tổng thống Donald Trump á, Hồng Tôn nhìn lại. Dạ, con chào chú. Dạ, bây giờ là chú nói là được rồi đó. Dạ. Dạ, con nghe đây. Con nghe đây chú. Dạ. Dạ nghe rõ. Dạ rõ chú. Dạ. À, con đưa chú lên là chú nói là quý cô dì chú bác nghe đó chú.
nên chú cứ giới thiệu chú rồi chú tự chú chia sẻ đi. Không chú nói bây giờ được nè. Nói chuyện cho rõ chút. Thầy Hồng Tôn điện chú bất chợt, chú chưa có chuẩn bị. À, con không thấy hình của chú, nhưng mà chú nói là quý cô dì chú bác nghe hết. Dạ con nói rồi đó, con nói nãy giờ rồi, bây giờ tới phiên chú. Với cháu Hoàng Tông để chú chia sẻ với đồng bào toàn quốc, trong quốc nội và quốc ngoại, để biết những câu thiên cơ của tiên Phật nói trước đây. Gọi là thiên cơ bất khả lậu. Do nó mà hôm nay tôi là Nguyễn Hữu Thuận, tín đồ Phật giáo Hoàng Hảo ở tại Việt Nam, nên là tuổi đời được 70 tuổi, xin trình bày rõ những câu thiên cơ của chương trình và của Đức Quỳnh Giáo Chủ của Phật. Vì tôi là người có tu, người tu thuần tí của đạo Phật giáo Hoàng Hảo, không ở tu của cộng đồng sản tạo nên. Ông Trọng Trình, Nguyễn Minh Thiêm và của Phật Thầy Thái An, của Đức Quỳnh Giáo Chủ, nay tôi xin chia sẻ cho đồng bào toàn quốc, quốc nội và quốc ngoại để hiểu, rồi để cùng nhau đóng góp xây dựng lại cái độc lập tự do dân chủ Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Trước mắt bây giờ tôi xin đồng bào nghe một đoạn của Sấm Trọng Trình, một đoạn để tôi trích giảng những cái câu thiên cơ trong Sấm Trọng Trình để cho quý đồng bào hiểu rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cao tóc thầy chùa để đâu, cuộc đời ai dễ biết đâu, yêu tình đặng thế bóp hầu thần. Quan làng ý thế ý quyền, dầu không giá dại mới yên phận mình, mặt ai chưa rõ chưa tin, việc làng việc nước làm thân chơi bàn. Ta tin ta mới đặng luận đàn bè bạn, đưa đàn cho sâu, biết người thì mặt người âu, nhưng tai giả biết bắt đầu làm. Muốn yên mồm lặng như tờ, dân bàn giết nước thì khó thành. Bởi vì quốc khởi buồn, quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời. Nương dân đang thở nơi nơi, quốc phòng mà an. Hỡi ơi thế quyền, nước nhà nghiêng ngửa đảo điên, tham quan hại nước lợi một mình. Biết chi là ám giới mình, trong mưa trưa rét nhân tình, đổi đi kiếm tiền quyền thế tương tri, không tiền không thế chê tiền. Chớ hiệp chớ riêng phần, có nơi tiên Phật thánh thần chẳng ơn. Nghèo nàn bỗng chút giàu sang, đứa ngu đội lốt ra đàn gọi khôn. Bởi đời toàn lũ
Dạ con nghe chú cứ nói vậy. Dạ. Con nghe mà. Dạ. Cái đoạn của chấm thần tình nói rất rõ, rất rõ. Bây chừng nào thằng ngốc làm vua, tập thầy chùa để đâu, buồn thay cho lũ vô hồn, mua dân bán nước mà lại riêng một mình. Dạ. Vì quốc sử bỏ rơi, quốc sử bỏ rơi, cứ theo tà thuyết để mà hại dân, theo tà thuyết để mà hại dân á. Dạ. Do đó mà ông nói cái câu, cái bài của Trần Tình nói cách đây là năm rất rõ. Dạ. Cho nên trong sấm giảng Đức Thầy cũng có phụ lại, giải lại. Dạ. Rồi cũng... người cũng thánh nhân ra cứu dân cứu nước chứ đâu phải để về cho diệt vong của dân tộc đâu. Dạ. Cho nên bây giờ cũng đã lộ tiên cơ, đã bắt khá lộ nhưng mà khi lộ ra rồi thì mình mới thấy mới biết. Dạ. Có người chân tu mới thấy mới biết, còn cái người không chân tu không hiểu đâu. Ví dụ như Phật thầy Tây An nói thay chết mà để phơi khô không nước mà uống Nam Mô đạo nào, nó có phải là cái thây của Hồ Chí Minh chết không? Dạ. Để phơi khô tới bây giờ 50 năm. Bao nhiêu bảo vệ một năm 100 tỷ bảo vệ cái xác của tại Ba Đình. Dạ. Rồi đốt nhang một siêu đoàn để bảo vệ cái xác đó.
có phải là cái xác hơi khô mà hỏi Nam Mô đốt nhang hỏi ông đó đạo nào? Dạ. Nam Mô ông đó ông Hồ Chí Minh đạo gì vậy? Ông là vô đạo, vô thần, dạ, phải không? Dạ. Ừ. Cho nên á, Đức Phật nói cơ, Phật nói cơ mà mình bây giờ mới ngộ ra mình mới thấy. Dạ. Thay chết mà để phê phô, không nước mà uống, Nam Mô đạo nào? Dạ. Cách đây 30 năm rồi chú chưa có ngộ đâu, bây giờ mới ngộ. Nước với sông bây giờ không có miếng nào mà ai mà dám uống hết trơn đó. Dạ. Đúng rồi, rõ. Nhưng nguồn nước ở dân tộc Việt Nam từ đầu nguồn đến cuối nguồn, sông rạch ao đề gì cũng không ông nào dám uống hết trơn đợi. Dạ. Có phải là không nước muốn không? Dạ. Đúng rồi đó, phải không con? Dạ đúng. Đúng rồi, cho phải các đồng bào. À, cho nên những lời rồi trong đó thầy còn Đức Quỳnh Giáo Chủ nói một câu: có miệng không nói lại câm, hai hàng nước mắt chăn dòng mưa, buồn thay cho lũ vô hồn, hại dân hại nước. Hại dân hại nước, vũ vô hồn, nó ai là vô hồn? Nó là một cái xác mà không hồn, để mà điều chuyển, để đàn áp dân tộc ta, không? Cái lịch sử dân tộc Việt Nam có cách đây là 4.700 năm, mà từ cái thời hoàng Hồ Chí Minh vô nó cướp được đất nước, rồi nó thành lập cái đảng nó, giờ nó bỏ hết tất cả lịch sử của dân tộc 4-5.000 năm, rồi bắt đầu viết lại cái lịch sử của cộng sản Việt, cộng sản Trung Quốc, rồi cộng sản của Hồ Chí Minh. Trong sách bây giờ mới vô học lớp mẫu giáo thì nó dạy cháu lên ba, cháu yêu Bác Hồ. Ngày xưa Bác học á, trong trường làng tiểu học á, vô học á thì phải học bài thuộc lòng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trên nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn đạo chữ hiếu mới là đạo con. Đó là làm là đạo làm người, làm con, phải không? Đối với tổ quốc, đối với nhân loại, làm phải tròn bổn phận làm con. Bây giờ mới lên ba bắt đầu yêu Hồ Chí Minh rồi, 12-13 tuổi về nó đẻ hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ cái xã hội bây giờ loạn hết, nó không còn cái thuần hóa cái dân tộc, cho nên Đức Thầy mới than nhiều câu, nhiều bài rất nghe chảy nước mắt. Đức Thầy nói em đã, thầy bên đây thầy đọc rồi, tới đâu là chảy nước mắt tới đó. Dạ. Cho nên để đọc cho, chia sẻ cho bà con đồng bào quốc nội và quốc ngoại để hiểu rõ. Thầy đã nói đây là nói rất rõ, chỉ nghe mặt Hồ Chí Minh là kẻ bán nước ngu dân, là lầu quỷ đỏ, phải không? Trời mở cửa quỷ dương xuống thế đó, đó là quỷ dương. Hồ Chí Minh là quỷ của trời hay chứ không phải là người phàm phu tử gì đâu. Cho nên á thầy mới nói á, khuyên bổn đạo gần xa nuôi trí, lẽ nhiệm màu diều quyền bí nơi đây, bây giờ nương bóng cờ Tây, mượn phần xác thịt tỏ bài thiệt hơn, thương sanh chúng đói cơn giả ngọc, ta quyết gìn chủng tộc dân sơn. Ta khùng mà chẳng có cơn, cũng không giận hờn bá gia, cười rồi khóc thiết tha liễu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương, chẳng cần trà quả nồng hương. Nghe kể chúng như giấc mộng, lo chê cười hồng hỏng theo gian, ỷ mình nhiều cổ giàu sang, phụ khinh tông tổ chẳng màng người xưa, mặc ý ai ghét ưa ghét, lấy tâm thần xem xét thế nào. Mình thấy cái tâm thần của mình xem xét thử coi em, này lời lẽ ráng ghi, sau đây sẽ thấy việc gì trên mây, ta mắt lắm tà tay đa sự, làm điên khùng cũng tự lẽ ni, ai là đáng bực tu mi, thương đời ta mới làm thi khuyên đời. Đó là Đức Thầy. Ông thấy chúng sanh bây giờ đang đi đường lạc, làm đường lạc lẽo dữ lắm, cho nên ông mới khuyên hãy ngồi lại lắng tâm thần để mà nghe. Nghe nước kia lửa đỏ, lửa nọ tưng bừng, thảm thê thế sự lẫy lừng nặng tay, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lững lơ ngạo biếm phe khoang,
đến nay là buổi tai nàng tam thiên lục bá khắp tràng hải dân đến thân dậu thánh thần não động. Thân dậu đó 2012 đó con, 2012 năm cá của ông mà chết đó, chết dân chúng nó náo động đó. Đến thân dậu thánh thần náo động thảm thương tầng nhà trống luộn quang tiếng than lụy ngọc nhỏ tràng nạn tai dồn dập chốn làng còn chi phiên tranh chúng ráng ghi mối đạo lòng hằng nghe ngay thảo nghe con tương vua giữ phận cho tròn cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân trong một giáp tức là 12 năm ha. Bắt đầu từ năm thân dậu tới năm 10 cần suy tính muốn làm hiền rắn dịnh đừng than đến nay là buổi khoa tàng minh quân xuất thế khắp tràng thánh thơi. Đấy là tổng thống Đào Minh Quân đó con. Đến nay là buổi khoa tàng minh quân xuất thế khắp tràng thánh thơi đến thân dậu cơ trời thấy lộ hết binh đao quy cổ diệt kim gia vô bế hậu im lềm lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia thì dân chúng danh bia hậu thế thật thánh tiên kềm chế lập thành tà lập chánh thành ba màu nắm chặt nam thành sử phân trong tam giáo ân cần mở đạo trường ngoại bang phục đáo như xưa tiên dẫn chuyển lọc lừa chúng sanh ráng nhớ núi dưa hội này. Đó là cái bài mà đức thầy ông đã viết, ông chỉ rõ minh quân xuất thế khắp thánh thơi diệt tà. Bây giờ ở một số cái hội đoàn khác nói tổng thống Đào Minh Quân gọi là tự xưng trong một binh một tốt, không có quân lính, không có ai hết, tự xưng làm tổng thống nha. Là những cái người người ta còn mê muội, người ta chưa thấy. Ví dụ như ở đây cũng có một người nói bây giờ, ví dụ như thiếu tướng Lương Xuân Việt ở bên Mỹ á, mà tự xưng tổng thống là ủng hộ. Mấy người là còn mê muội ngu xưng quá, ngu si quá, không biết gì hết, không biết gì hết, không biết gì hết. Đã nói trước 80 năm chỉ đạo ông Minh Quân này là ông có tài, có đức, có hận, có chiến lược, có chiến thuật, tài đức hạnh, chiến thuật chiến lược đầy đủ hết, không? Mà tại người ta không có tin, ông nói bây giờ ông dùng cái hát thật để mà trị cộng sản, dùng chánh mà trị tà, cho nên bây giờ dưới trước quốc tế, bây giờ ông đã hợp pháp với cái công nhân á, thì tôi bây giờ là bị cộng sản nó cướp nước, Hồ Chí Minh, Trung Quốc nó gài Hồ Chí Minh là gián điệp vô đây làm hại dân, hại nước, dân Việt Nam. Rồi bây giờ đè đầu cõi cổ, bỏ hết lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mấy người bắt đầu học từ Hồ Chí Minh, đó là cha già của dân tộc. Nó nhồi đầu vô cái dân tộc Việt Nam bây giờ 40-50 năm nay rồi. Bây giờ trong đầu của dân tộc Việt Nam chỉ có Hồ Chí Minh là dân tộc là cải tạo được đất nước, giữ được cái đất nước hòa bình không chiến tranh. Trong khi đó nó gây hấn, nó đổ máu, nó dùng dân Việt Nam, nó giết chóc dân tộc Việt Nam không biết bao nhiêu người, bao nhiêu người rồi. Dạ đúng. Mà tại sao bây giờ người dân bây giờ không biết, không biết luôn. Cho nên tổng thống mới nói là tổng thống đã được dỡ ra tòa quốc tế bằng cái chiêu bài linh miêu tráo chúa mà của thằng Trung Quốc. Linh miêu tráo chúa đó con. Linh miêu tráo chúa tức là nó lấy ông Hồ Chí Minh qua nó làm chúa của dân tộc Việt Nam để nó đôn hộ dân tộc. Cho nên từ chỗ đó mà thầy ở đây chú rất là tin tưởng tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên bây giờ tổng thống Đào Minh Quân trong sấm trận đình đã lộ ra một câu nói rất là cơ bản, 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Một phần đó là ủng hộ tổng thống, tức là một hạt cát theo tổng thống. Trong 90% tự dân này. Chỉ một hạt theo, thấy không? Tổng thống tức là được 1 triệu dân, 5 triệu dân ứng cử trưng cầu dân ý cho tổng thống về nước, thì tức khắc tổng thống quốc tế sẽ có trách nhiệm cho tổng thống trở về nước, không tốn một đồng giọt máu, không tốn một viên đạn. Mà tổng thống lấy lại toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt Nam từ Bắc sang Nam, cả luôn đoàn xa xa mà trước đây nó đang chiếm. Mà tại sao người dân ở đây quá quá mê muội, quá ngu si,
quá coi cái tôi của mình quá lớn, tôi có tôi mình quá lớn. Cho nên cũng như ông bây giờ ở bên hải ngoại, có ông Nguyễn Thanh Giàu, ông thay mặt cho Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ sẵn đây bác cũng có cái đôi lời nhắn gửi lên các hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Với cái ông Nguyễn Thanh Giàu là ông là thay mặt cho trưởng ban Phật giáo Hòa Hảo, Nguyễn Thanh Giàu. Đó. Ông nên quay lại lắng động lòng nghe để nghe Tổng thống Đồng Quân. Nha. Chứ nghe giáo Hoàng Tôn triết lý về cái chiến thuật giường trống nhà không của chú Hoàng Tôn, về chiến thuật của Tổng thống Đồng Quân, cách nào để lấy lại đất nước, lấy lại đất tổ không lòng khổ dân. Đó là chiến lược của một vị thánh nhân, không? Một vị hiền triết mới sáng lập được, không? Mà Đức Thầy cách đây 80 năm Đức Thầy đến là thấy rõ, phải biết tới thời kỳ này là phải có minh quân xuất thế, không? Dạ. Đấng thân dậu cơ trời thấy độ, minh quân tức là Đồng Quân, là tổng thống hồi xưa gọi là Minh Vương, bây giờ gọi là tổng thống. Hồi xưa là Minh Vương. Dạ. Dạ. Giờ gọi tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Đồng Minh Quân. Dạ. Theo cái thời cơ bây giờ, đó. Cho nên nó rất hợp với lòng dân, hợp lòng trời, không đổ máu, không có tốn viên đạn mà lấy được đất tổ. Tại sao mình không bỏ ra cái hạt cát của mình, một lá phiếu để mình trưng cầu dân ý, đóng góp với công sức, những cái trí tuệ của tổng thống để rồi á là cho sớm ngày thành công. Mình có kỹ nhỏ mọn, còn phân chia nhân ngã. Ở đây ông có lời nói tôi chia sẻ với đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu, ông hãy lắng động nghe lại cái chương trình của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa của Đào Minh Quân, rồi ông sẽ cổ động tất cả đồng bào ở hải ngoại nhốt vào một tội tổng thống Đào Minh Quân. Nhất định trong năm tới tổng thống sẽ trở về nước an toàn, yeah, hợp pháp đó, trên quốc tế. Cho nên bây giờ mượn cái diễn đàn của cháu Hoàng Tâm, tôi xin chia sẻ với đồng bào và xíu một số lời với anh em hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ đọc một bài sấm giảng mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết, đã kêu gọi các anh em Việt Nam hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa nha, hãy quay trở về một chỗ một mối nha, thì đất nước mình sẽ cứu vãn liền. Dạ chú. Con nghe rõ không con? Dạ rõ. Con nghe rõ không con? Dạ rất là rõ chú. Chú cứ từ từ không sao. Để bác chọn có mấy cái bài bác chọn ngày nay à. Mới lập dấu rồi giờ để cái mắt cái dấu rồi. Dạ. Trong sấm giảng thầy nói rất rõ không? Dạ. Tới thời kỳ nào ai xuất thế, ai cứu đời, ai hại dân, chỉ rõ luôn, đích danh là ai hại dân, hại nước, không? Dạ. Chỉ rất rõ luôn, nói không có nói ngay danh tên họ, nhưng mà chỉ rõ ai là quỷ, ai là ma, ai tà ai chánh, thầy chỉ rõ lắm. Thank you.
huệ từ bi chớp nhóm, bấm quan âm ngày tháng nhập dầu. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới tiền khai đạo pháp. Tùy phong hóa dân sanh phù hợp, tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thành thơ giả ít bổn kinh. Bởi luật trời mở rộng thân thân, khi phong võ bất kỳ chuyển kiếp. Giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi đời nhiều sự thấp hèn. Bây giờ dân tộc Việt Nam bây giờ nó thế hèn lắm. Yeah. Thế hèn lắm con, thấy không? Đổi đời nhiều sự thấp hèn. Thấp hèn lắm. Thấy chú thấy bây giờ đi ra nước ngoài nói tới dân Việt Nam bây giờ người ta chê quốc tế bây giờ thấp hèn, đê tiện, không có liêm sĩ. Dạ đúng nói dối mà không biết dối, không biết nói liêm sĩ đó con. Dạ. Bởi vậy cho nên đàn đình ông nói thằng ngốc làm vua, dòm cái mặt xương phúc rồi thấy là ngơ ngơ. Dạ. Dòm vô cái mặt là biết rồi. Y răng là thằng khùng khùng, điên điên, mà lên làm vua. Quá trời quá đất, ông nói thôi chúng Y răng mà ông nói 500 năm trước á. Chứ dạ. Không phải là mới nói đây không. Dạ. Giống hồng kim chi nhập nghiệp, ngọc diệp nay đổi đời nhiều sự thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật pháp gầy sen nên ít kẻ tu hành đắc đạo, không ai tu mà đắc đạo chứ. Dạ. Cho nên thế gian tập bây giờ vô chùa ông tạo tập, vô chùa nó ở 3-4 năm sau nó giàu cho. Dạ. Cho nên thầy nói quá rõ, quá hay, quá đúng luôn. Dạ đúng. Cho nên bây giờ má thấy á, chí quân tử làm nhân vạn đại, dốc lòng gánh nặng họ lòng than bể khổ, ví như loại xanh cầm hồ thốt, còn thương nhau huống lại chi người, đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi. Đáng vừa thẹn với cây cùng cỏ, dấu bút tích đang ba tuôn bay theo gió. Học sắp chi mà phỉ bán ông cha, học nào đâu mà phỉ bán ông cha mình, tổ tiên mình. Dạ. Chữ rồi nào đâu con, dạ. Có phải là có tội ngoại em, chó đẻ ở ngoài nước ngoài anh đang vô nó đè đầu khởi cổ dân tộc mình không, dạ. Chế độ vô thần á, thấy không? Dạ. Cho nên thấy bác đau lòng lắm, đau lòng lắm. Dạ đúng chú. Lúc mà con dịch gọi á, có một thằng Bắc Kỳ ở ngoài Hà Nội nó điện nói chuyện với thằng cờ nó chữ thịt mẹ thằng bơ que, ông kia ông ơi, chú kia thì chú cũng nói là chờ tôi nói chuyện với anh đàng hoàng mà sao nói chuyện với tôi thô tục dữ vậy, ông cứ địch mẹ địch mẹ, không có Việt Nam không có đảng cộng sản làm pháp nó đô hộ tới bây giờ rồi, Bắc Kỳ nó nói vậy đó. Dạ. Trời ơi thôi bác lắc đầu luôn, bác lắc đầu bác không biết nói sao hết trơn rồi, nên đau lòng đau lòng. Bây giờ nó nhồi vô trong cái đầu của dân tộc mình là một cục đất sét cứng nhắc rồi. Dạ. Không? Cho nên bác ngày qua bác nghe cái clip của con nói bây giờ giống như cái dân tộc Việt Nam mình giờ nó nhồi sọ một cái cục đất sét giống như một con gà ở trong chuồng rồi, không? Dạ. Không có dỗ gọi chừng nào nó cho ăn thì ăn, nó muốn cho uống thì uống, nó muốn cho nói thì nói, chứ không có được nói cái đường khác. Dạ. Cho nên thầy đã nói rồi, có miệng không nói lại câm nữa con. Dạ. Nên bây giờ thấy đau lòng mà bữa nay có cơ hội này bác trên quốc nội, trong quốc nội và quốc ngoại biết rồi á, có cái tin tưởng như bác. Dạ. Đúng. Xem xét và lắng động, trưng cầu dân ý cho tổng thống sớm trở về nước. Dạ. Trưng cầu dân ý cho tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân sớm trở về nước, bị chính dịch nước thầy danh của ông Đào Minh Quân. Dạ. Đó. Là nay là buổi tàng Minh Quân khiếp thế khắp tràng thánh hơi, đến thân dậu cơ trời thấy lộ hết binh đao nguy tổ diệt kim diệt tà. Diệt tà là cộng sản đó con. Dạ. Yeah. Diệt không phải là ở Việt Nam mà trên quốc tế luôn, trên thế giới. Dạ. Quân xuất thế rồi á là phải diệt đám tà đạo này. Dạ. Yeah. Trên thế giới cho phải riêng ở. Dạ đúng đó chú. Đó là một vị thánh nhân mà thầy trước nghe cách đây 80 năm. Cho nên tất cả ở hải ngoại và quốc nội hãy cùng nhau theo cái yêu cầu tôi gian xin với quý ông, cứ trưng cầu ý cho đủ phiếu, số phiếu để tổng thống có đủ pháp nhân trên lâu đài, trên trường đời quốc tế. Đây. Cái
của tổng thống đó là song hành giữa quốc gia trên các thế giới để mà đòi lại sự hiến đáp của đế quốc mà mấy chục năm nay, cả chục năm nay mà Trung Quốc nó đã ghi tài cái thành Hồ Chí Minh qua, nó hại dân, hại nước, dân tộc Việt Nam biết bao nhiêu, thấy không? Sương máu của dân tộc đem vô cái chế độ vô thành, không trời không phạt tổ, đất nước không ân nghĩa tình người nhau chút nào ở trên đời, chế độ không tình người, giống như là một số vụ rừng quan, trong rừng quan con người dân tộc bây giờ sống chế độ cộng sản giống như là giải thú rừng quan. Nói chuyện với đảng nào chống đảng chẳng đó chết, không có quyền sống. Mà trên cái thế giới ấy, bây giờ xưa đây á, cái luật nhân quyền á, đó là của quyền sống của con người á, là cơ thể con người là bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm, cái tư duy của con người cũng bất khả xâm phạm. Tôi có quyền tin trời tin Phật, tin tưởng ông nào thì kệ thôi, ông không có thể bắt tôi phải lại ông kia, lại ông nọ, theo tổ tiên của ông thì ông cứ thờ tổ tiên tôi thờ, không có thờ tôi phải thờ thằng giặc mà làm cha, tôi không thờ được vì nó là giặc, nó là kẻ cướp, kẻ sát nhân. Cha là tôi không kêu đâu. Do đó mà thầy mới nói là có miệng không nói lại câm, hai hàng nước mắt chăn dòng như mưa. Thầy nói rõ, thầy không dám nói thẳng ý vậy đó, mà từ ngày 47, 45 mà nó còn kiếm cách ám hại thầy, thầy phải bỏ đi, phải đi lấn nạn ở bên nước Tây, bên Tàu, ở bên Mỹ ở bên đó. 40 năm nay thầy mới lộ ra. Tôi nói thật cho đồng bào biết đó, 40 năm nay thầy mới lộ ra. Bây giờ mượn sát, bây giờ núp bóng cờ Tây, mượn thần sát thịt tỏ bài thì tên, tức là mượn sát, mượn sát thôi, mượn sát của đồng quân. Núp bóng ở bên Tây vậy, đồng quân ở trong sa mạc mười mấy năm, ông tu đó là cái đức và hạnh ổng mới thấy được, thế nào dùng cái phép thật để diệt tà. Ông dùng phép thật để diệt tà thôi, ông đâu có dùng binh đao xương máu để mà giết. Cho nên có một số hội đoàn nói ổng xin tổng thống mà không ai ủng hộ ổng, có chứ, có tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chúc lại cho ổng, có tổng thống Nguyễn Đâu Kỳ, có chủ tịch trưởng ban Phật giáo Hòa Hảo Lê Phước Sang, bác có đọc 25 người cao niên để mà bầu ông Đào Minh Quân làm thủ tướng có thời năm 90. Bác có đọc hết danh sách của các gì đó, không biết hết, rồi bầu ông Đào Minh Quân làm chủ tịch Hội Phật giáo Hòa Hảo. Bác rất tin tưởng, cho nên đó là mà trước đây mà Đức Thầy đã nói, ông Đào Minh Quân này là Thầy đã chỉ dạy, ông là một vị thánh nhân, học vị đó là có đủ đức tài, đúng không chú? Ta quyết gìn chủng tộc Giang Sơn, ta khùng mà chẳng có cơ. Có bao nhiêu hội đoàn chê ổng là khùng, tự xưng, tự vọng tưởng, nhưng mà thật ra ổng khùng đâu. Trên thế giới này có ai có được kế hoạch sáng kiến như tổng thống đâu? Giường trống nhà không, trong có ta, trong ta có giặc. Sau này lọc lừa hết một chiếc thầy cũng bỏ luôn, tổng thống cũng bỏ ra, chứ không do vô là cái dân tộc Việt Nam này đâu. Dân vật Việt Nam gì mà dĩ dục quá, thấy không? Sau này lọc lừa bỏ hết, cho nên khi nào mà Phật ra đời, ma nó theo nó báo, từ cái năm 1912, 2012 là thấy Đào Minh Quân, thời đó là Quỳnh Quốc Hoàng, Quỳnh Quốc Hoàng, Quỳnh Thanh Hoàng với ông gì bác sĩ Lưới Quỳ Xanh. Đó là 2015 hay 17 với chút. Đúng ra mấy thằng này vừa mượn gió bẻ măng. Thấy được những quyền cơ, những cái chiến pháp phục quyền năng của tổng thống. Nó mê muội mà. Nhưng chẳng đó cái cơ hội nó mượn gió bẻ măng, nó đem cái danh sách nó giao cho cộng sản, nó lấy được tiền, cũng tiền nhiều lắm, bác biết hết trơn hết trời. Bây giờ bác mới thấy
Thấy không? Đúng là một cái loại đó là loại mượn gió bẻ măng, một dạ hai lòng. Dạ. Đó. Đó. Cho nên bác giận lắm. Không? Nếu không có cái dạng đó không? Không? Thì nhất định là tổng thống thành công. Dạ đúng rồi chú. Dạ. Thành công là đủ số phiếu luôn 2012. Nhưng mà tại cái dạng mượn gió bẻ măng đó, cho nên đó là nhân tâm ở đây nó bị chi phối đó. Cộng với cái vụ mà ông Dương Văn Thả đó không? Dạ. Mới ngày hôm qua kia gì gặp một cái vận động bên khối Tân Nhật Thái gì đó, nó lên clip nó nói chuyện với bác, bác hốt nó hồi cái rồi nó cắt cái mạng mất tiêu rồi. Nên giờ mấy đó là nó chỉ muốn dẫn dân mình đi vòng vòng thôi chú. Nó muốn kiếm cũng vì danh vì lợi không thôi, chứ dạ. Nó không nào nó có gì dân tộc đâu. À. Dạ. Cho nên bắt đau lòng, bây giờ mới rõ ra, mới thấy. À. Bây giờ chỉ có tổng thống ha, mới có đủ tài năng đức hạnh ha, dạ. Mới làm được chuyện này thôi. Dạ. Dám hy sinh cả cuộc đời ha, cuộc đời lúc đời ông giàu có chứ. Dạ. Ông là người triệu phú. Dạ đúng. Vợ đẹp con cưng chứ. Không? Dạ đúng. Mà có vô sao mà ông tu thiền. Bây giờ ông để được, ông mới thấy được những cái chiến lược tiến thụy mà giờ lúc đó là thầy mới về chỉ điểm ông. Chỉ mấy ông, phải không? Đức Phật chỉ ông. Tiếp tục nào để mà giải được quyền. Không? Dạ. Tà đạo này. Cho nên hay lắm. Kêu gọi đoàn thanh niên bà này là hay lắm, hay lắm. Bài dạ. Nghe rõ rõ ràng luôn. Làm giống kỹ quá này rồi. Đó giống con á, con mà lưu cái nào con nói là cái này là dễ tìm nhất á, hồi vô tìm điên cuồng luôn. Cho nên bây giờ để chút nữa là bác đọc cái bài này xong rồi bác sẽ kêu gọi các hậu vệ ở Việt Nam Cộng Hòa, ở bên nước ngoài á. Dạ. Mà bác đã để ý không, bác thấy nhiều lắm. Dạ. Rất nhiều tài năng ở nước ngoài. Bài này là cái bài á là đúng á, đúng nghĩa là ở hải ngoại á, thầy á kêu gọi á, thầy ủa dạ tức cho mình quá, đúng rồi là tại cơ duyên sao. Coi là chú nó dính dính ở đâu đó chú, con này con lưu, con nói là lưu chỗ này là tìm dễ nhất á, mà con tìm hoài luôn cái, nhưng mà đùng cái là nó ra, là nó nằm cái chỗ đó, là mà sao mình không thấy, mình vô đó mình cũng nhìn á, nhưng mà sao mình không thấy chú, con cái đó con bị hoài. Tại nó nhiều quá đó. Cái bài này á, làm sao con lóc lại cho nhiều lần người nghe á. Dạ. Người ta nghe, người ta ngộ, phải không? Dạ. Nhất là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa ở bên đó. Dạ. Nghe là ngộ liền. Cái bài kêu gọi thanh niên đó hình như là bài đó của Đức Quỳnh Giáo Chủ phải không chú? À, kêu gọi thanh niên á. Cái đó của Đức Quỳnh Giáo Chủ phải không chú? À dạ.
Hình như con có đọc qua cái này ở đâu đó. Dạ. Hôm trước ba bác có gửi qua cho con mà. Dạ dạ đúng. Đoàn thanh niên là với một cái là kêu gọi hãy đứng dậy cùng nhau một lòng á. Dạ. Từ Bắc chí Nam phải một lòng. Là 10 phần hết 7 còn 3, hết mai 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Rồi cũng trong cái bài đó luôn. Dạ. Cho nên bây giờ chỉ cần có 50 phút ha. Thì vậy là tổng thống sẽ được về liền. Bởi cái đâu đó là bài thiên cơ mà thầy đã nói với ông Trần Trình ông nói đó con. Dạ. Có bài cơ đó. Ha. Dạ. Bây giờ cũng ra. Nghe cái bài công tác này khi con ở Đức Thầy ngồi ông sáng tác ở năm 46. Dạ. Chỉ điền tịnh, chỉ điền trước, thời dẫn bờ, dụng ngược, thời dẫn hại nghiệp, dẫn hèn, dụng ngược thắng cương, cầu cho bốn biển bằng an, chúc cầu lai thới sống làng vĩnh miên. Chân danh hiệu nửa tiên nửa tục hả là tổng thống mình á. Yeah. Danh hiệu nửa tiên nửa tục đứng trung thành gạn đục tầm trong nhìn câu hữu cụ gia phong gom nhành lá rụng dung trồng giống xưa tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa mong ơn Phật thánh phước thừa cho dân chúng lấy thuyết vô thành bài bác. Chúng lấy thiết, tức là cộng sản á. Dạ. Lấy thiết vô thành bài bác. Quyết một ngày thống đạt địa tiên, tức là thống đạt luôn làm cái địa tiên ở thống lãnh thế giới này, là thằng thật cực mình đó con. Dạ. Thằng Trung Quốc cộng sản á. Dạ. Thống lãnh thế giới là đạt địa tiên mà. Dạ. Chúng lấy thiết vô thành bài bác, quyết một ngày thống đạt địa tiên. Chúng sanh nghe thử lời truyền cùng nhau thảo thuận hiểu hiền danh hiền mới thơm dốc chờ ngày sen đơm tổ nhị khỏi bùng lầy tông tổ hiển danh ba nha hiệp mặt tao đàn tử kỳ đổi giọng khải hoàng bốn phương đồng chảnh cảm quê hương nghèo ngặt các nước ngoài bán mắt hàng lên nước ngoài ở ngoài bán. Yeah. Nó bán đồ mắc hàng lên thế gian chốn ngục tù thần tiên hiệp mặt thì cù quá long mắt nhìn thấy thần thông biến quá đức di đà chó tiệm chó hào quang Việt Nam là giống hồng bàng không còn phun bão lăn lòn như xưa dòm khắp chốn gồng mây chơi dẫn danh hai lòng hết bẩn khùng điên dân hai lòng á. Yeah. Hết bẩn khùng điên thiên cơ biến não diệu quyền hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai bút nghiêng hạ viết bài an lạc dẫu cho người dốt nát cũng nghe kìa con quốc gọi hè chẳng nghe chẳng lo gieo giống đậu mè bóc khoai tuy tả cảnh bồng lai tại thế mãi chần chờ e kể kỳ thi đây à. Diệu pháp quang minh cái bài kêu gọi hội đoàn thanh niên á, bài đó hay lắm. Dạ. Rồi có bài kêu gọi mà thủ tướng nữa ha. Dạ. Viết giao để tặng thủ tướng bọn yêu nhau cái bài đó bài hay lắm bắt đọc rồi xong rồi là rơi nước mắt luôn mà. Dạ.
vẫn đọc ha. Dạ. Hỡi anh em trong nhà Nam Việt, đất nước ta hùng liệt thuở xưa, ngàn năm bắt địch dày bừa, mà còn đứng dậy tống đưa quân thù, hồn chiến sĩ ngàn thu đạn cỏ, gương anh hào chói đỏ như châu, năm châu non sông thanh bạch một bầu, ngọn cờ độc lập bay hầu khắp nơi, lịch sử cũng rạng ngời mấy đoạn, lắm anh hùng hảo hán xuất thân, sanh di tướng tử di thần, mà tổng thống vừa nói đó. Dạ. Dạ. Tổng thống thường nói câu sanh tướng tử di thần. Dạ. Câu trong ngôn ấy truyền lành đến nay, tới trào ca xa tay một phút, lũ Tây Dương bòn rút mấy mươi năm, thương dân ruột tím gan bầm, giữa chưa xong hận còn căm mối hờn, nay chẳng lẽ ngồi đời những bản dân quốc ca cho bạn chung nghe, thôi thì ta hãy hiệp bè cùng nhau đoàn kết đặng khoe sức mình, khắp Bắc Nam đùng đùng một trận, ấy mới mong quốc giận phản hồi, trước là lẹp vũ tây bồi, sao cho quốc tặc hết vũ tặc, hay sao cho quốc tặc tức là hồ tặc, càng hồ tặc đó không? Dạ. Trước là dẹp lũ tây bồi, sao đưa quốc tặc quy hồi Diêm Vương, quốc tặc là hồ tặc đó. Dạ. Nếu nay chẳng dễ dùng cương quyết thì ắt là tiêu diệt giống nòi, nếu không là bị hằng ngày là tiêu diệt giống nòi mình luôn nè. Dạ. Nếu nay chẳng dễ dùng cung quyết thì ắt là tiêu diệt giống nòi, muôn năm chịu kiếp tôi đòi, thân người như thế còn có ai ra gì. Dạ. Đó là cái bài đức thầy nói, là nói rất thì thiết tha. Dạ. Nếu mà không dễ dùng được, đuổi thằng quốc tặc này giết cho nó Diêm Vương xuống Diêm Vương luôn ha, tiêu diệt được cái đám này ha, thì vậy là dân tộc của mình sẽ bị là diệt vong hay vậy. Dạ. Muôn năm chịu kiếp tôi cùng ăn, thắng người như thế còn coi ra gì. Đây là gọi thằng thanh niên nè. Hỡi thanh niên trong nhà Nam Việt, thanh niên đừng mãi miệt tuy quan, cùng nhau hiệp bạn dày đòn, luyện rèn thao lược đặng còn con báo cù, cứu được nước danh lưu thêm sử, nói tinh thần quân tử phù tan, đồng yêu tổ quốc hoàn toàn, sông pha chiến địa gian nan khá gì, chớ cổ ngủ lì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng, Á Đông chúng nổ đùng đùng, thì ta cũng phải dễ dùng thoát ly, từng nhu nhược mê si tủ sách, mà buông tha đủ vật đường đường, thanh thiên anh quân nghĩa vũ vì phi thường vẫn là phải biết yêu thương giống nòi, nay chẳng lẽ ngồi coi thắng bại của cọp rồng trên dải đất ta. Cọp rồng tức là đó là thằng Tây á, với thằng Tàu đó con. Thằng cọp á mày Tây á, hồi xưa nó gọi cọp, Tàu nó gọi là rồng đó, xưng là rồng. Của cọp rồng trên dải đất ta, mai cột đã lìa nhà, biết rồng có chịu buông tha chăng này cùng. Đó, rồng tức là Tàu đó. Dạ. Chăng cùng. Vậy anh em phải chung lưng lệnh, dùng sức mình đánh bại kẻ thù, tỏ ra phách trượng, khí phách trượng phu, dung long tuyền kiếm, dung long tuyền kiếm, tận chu gian thành, xưa nước đã có bao lần khuynh đảo, được cứu nguy nhờ máu anh hùng, hy sinh bảo quốc tận trung, đem bầu nhiệt quyết cho cùng sắc gan, Việt Nam là giống hồng bàng, muôn đời xa lắm tai nạn diệt vong, tai nạn không có diệt vong được. Gọi đoàn thanh niên hậu vệ nè, vừa nghe đoàn thanh niên ái quốc, lòng sĩ tăng bỗng bật tự du sai, đâu là trời đã sẵn bài, non sông chìm đắm có ngày phục quân,
đông tưng bừng náo nhiệt, nô nước nhau kiến thiết quốc gia. Kẻ sang hải ngoại về nhà, đây là kẻ sang hải ngoại nè, cũng như con ở hải ngoại đó. Dạ. Kẻ sang hải ngoại về nhà, người thân tăng lữ cũng là ước ao. Bấy lâu đã khát khao tự trị, thanh niên đoàn chuẩn bị xong chưa? Dạ. Chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bảo cho vừa lòng dân. Vương trung nghĩa thánh thần cảm động, ắt ngạc mở rộng cơ quan. Từ nam ra bắc xa ngàn, nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay. Đó, từ nam chí bắc một lòng mới toàn hay. Như tổng thống đó, toàn như vậy đó, một lòng Iran như vậy, như tổng thống là thì cái mưu sẽ thành công. Nhưng rồi bị cái tám tà dựng là quả coi là thành công cái năm 2012 rồi con à. Tổng thống á. Đi trưng cầu dân ý mà không có bị cái đám tiểu nhân mà ta phá ha. Thì đó là đủ số phiếu của 2012 nha. Từ nam ra bắc xa ngàn, như lòng phải một mới toàn mưu hay. Chứ đâu có đắng cay ráng chịu, nếu dù có đắng cay ráng chịu, đợi cơ trời kết liễu thù chung. Cơ trời kết liễu thù chung, làm cho rõ mặt anh hùng, làm cho địch thủ rùng rùng bó tay. Vậy mới đáng làm trai Nam Việt, chen dây cùng hào kiệt phù tăng. Phù tăng là Nhật Bản đó con, của Nhật á. Chen dây cùng phù hào kiệt phù tăng, gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh, giữ gìn biên cảnh ha, bằng an đời đời. Tâm họ mới thảnh thơi nhã, lo đắp bồi văn hóa ngàn năm, văn hóa ngàn năm, lo đắp bồi. Bây giờ nó bỏ hết rồi, tham quan chừng ấy vắng tâm, tham quan lúc đó là tâm luôn. Một danh chừng ấy kiếm tầm đâu ra, đôi lời thô kịch ngâm nga, tặng cho thủ tướng gọi là yêu nhau. Không biết ông thủ tướng bao giờ, không biết ông thủ tướng nào. Đó, có phải là Đồng Minh Quân không? Đúng chứ. Đó, rõ ràng không con. Cho nên bác Phúc tin tưởng lắm 100%. Đây, cơ trời đã thố lộ, thần Đức Thầy đã chỉ điểm. Cho nên bây giờ bác nói, bác kêu gọi tất cả hội đoàn, tất cả hãy xuống đầu cùng có nhau bỏ lá phiếu vô cho tổng thống. Để đủ có 5 triệu phiếu thôi, tức là 1/10 trên dân số này nha, dân tộc này, thì đất nước này sẽ được cứu, đất nước mình sẽ được cứu. Cứu một lần này là vĩnh viễn trường mưa luôn, sống được cảnh thái bình an lạc luôn. Sẽ không còn được tà quyền cộng sản, không còn món tà quyền cộng sản tham nhũng nào ở trên đất nước này. Đây là thời cuối của thời Hạ Gương đó cơ chú. Đây là cuối thời Hạ Gương đó chú, thời Thượng Gương mà lên là Thái Bình luôn chú. Nó mới tới được Thượng Thánh Đức con. Việc hết cái thời Tạ Quân này hết rồi mới tới đời Thượng Quân Thánh Đức. Lúc đó rồi cái dân chúng nó mới không còn xô đổ máu nhau nữa. Không còn hơn thua, không còn tham lam, sân si nữa. Cho nên Đức Thầy nói nhiều cái câu hay quá, rõ quá. Tại bây giờ dân chúng nó chưa có mê, mà không có người có duyên á. Những người có duyên thì lời lành có ngộ, vô duyên thì là lành khó nghiệu. Ngộ được là gì có duyên xưa, cũng như là trong những kinh giảng á. Con có duyên thì con đọc con mới hiểu, còn vô duyên rồi con không có duyên với Phật với tiên ha, thì con đọc con không ngộ được chỗ nào đâu, không có được chỗ nào ở trên trời. Tức là mình không có tiền kiếp ha. Có duyên á, như chú cháu mình cũng có duyên, cho nên mới gặp nhau có lần rồi có tình cảm với nhau rồi. Đó là tiền kiếp mình có cái duyên. Máu vàng, da vàng máu đỏ cũng như dân tộc. Cho nên gọi là đồng bào, hồi xưa gọi là đồng bào, chứ bây giờ nó gọi con người không à. Nó gọi là người này người nọ không à, chứ không có dùng cái tính rồi. Cái từ bằng đồng bào. Đồng bào hồi xưa gọi là đồng bào, chủng tộc. Còn
giờ nó chia ra người này người kia, đoàn này đoàn kia, đảng không đảng không à, chứ nó không có gọi là đồng bào nữa. Dạ. Nó giờ nó không kêu đồng bào nữa, nó kêu dân đen chú. Nhà. Cho nên đó là bác kêu gọi các hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa là bác rất là thán phục, rất trân trọng. Cũng như là khoa học gia Du Nguyệt Ánh, ha? Rồi thiếu tướng Lương Xuân Việt, rồi phó đề đốc mà Nguyễn Tường Dân, tức là người sống sót mà 7 tuổi ám chết. Nó vô á, thằng cộng sản lém nó vô đại quý á. Dạ. Vô nó ép thằng trung tá là thiết giáp là phải giao hết những cái đoàn thiết giáp biết cách sử dụng á. Dạ. Trung tá nó hy sinh luôn, không đưa. Cuối cùng nó giết nguyên cái thằng gia đình của trung tá đó luôn. Dạ. Nhưng mà thời mai sau sống sót thằng con 7 tuổi. Tới bây giờ nó là Nguyễn Trừng Dân, nó là phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ. Dạ. Bác mới vừa đọc. Đọc tới nó rồi cái là bắt khóc luôn. Dạ. Rồi nó cũng có đài ba lại họ mà thẩm vấn nó ngồi khóc luôn, nó cãi không được luôn, nó không nhớ không được luôn. Dạ. Nó không tưởng tượng được mà cái sự thảm sát mà giết nguyên cái gia đình của nó vậy. Mà cái thằng cộng sản đó là lúc đó là ông già nó nuôi trong nhà. Dạ. Nuôi trong nhà rồi giết hết cả gia đình 8 người giết hết trơn. Cho nên ác quá ác, thấy không? Buộc thằng trung tá phải giao chỉ dẫn cách sử dụng thiết giáp á. Dạ. Kia không chỉ. Phải chỉ nó sử dụng đoàn thiết giáp đó rồi nó lấy nó bắn dân cái miền Bắc chắc Hà Nội tiêu tan hoang hết trơn rồi. Dạ. À hy sinh nguyên gia đình mà giờ nó đỡ cứu được cái dân tộc thành phố Huế. Dạ. Nói vậy mới gọi là anh hùng đó. Hả? Dạ. Nên bác thấy bác đau lòng. Đau lòng lắm. Rồi nhớ lại cái cảnh mà năm cái trẻ học. Thằng cái thằng gì cộng sản hồi xưa nó kể cái trận mà năm Bộ Thanh nó tràn vô lấy nguyên thành phố Huế, nó chôn sống 5.300 người á, chân về thành phố Huế nó chôn sống trần nó bắt á. Dạ. Dạ. Làm bây rồi Việt Nam Cộng Hòa mở cửa cho nó ra, nó đem Bắc Kinh đi theo, có thì nó không dám bắn, Việt Nam coi đâu có bắn. Dạ. Thì vô tới rừng rồi đó, là nó tỉnh nó thả ra rồi nó đập giết chôn sống 2.000 sau một tháng sau Việt Nam Cộng Hòa mới truy nã mới lấy cái số đó cái 1968 nó qua Mỹ, nó nói là do Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa giết dân chôn sống 22 cái hầm. Dạ. Yeah. Nó phao phản lại cho Việt Nam Cộng Hòa giết đó. Dạ. Yeah. Nên cái thời tổng thống là Bush cái gì đó ứng cử qua bệnh đã đáo bệnh đó. Cho nên đó là nó buộc tổng thống là phải định chiến cấm vận Việt Nam á, nó suy nghĩ lại không viện trợ nữa. Dạ. 1968 cho nên cái ẩm này nó ác độc, phải không? Dạ. Nó lẻo lượng, nó quỷ ma, nó xảo quyệt, nó gia dối, phải không? Cho nên nó là tà. Con người chánh đạo mà ta nói đâu ra đó, nó đúng, phải không? Nó trước như sau. Dạ. Nó khó liên chỉ, ta nói dốc mà ta biết ta mắc cỡ lắm. Dạ. Nó sai là một tiếng nào với dân nghe, một lệch đạo mà nó sai với dân nghe là ta khó liên chỉ, ta mắc cỡ liền. Dạ. Ta từ trước liền. Chừng có cộng sản này nó có mặt nó như vậy đâu mà nó có liêm sĩ chỗ nào đâu. Dạ. Nó từ chức. Dạ, cái mặt nó bằng làm bằng đúc bằng bê tông cốt thép chú. Cho nên bây giờ cái đầu của nó là nhét vô một cái như vậy mà một cái giữa là giống như là con sú xuống rừng ở trong rừng nó qua rồi nó không còn tính người, không có tính người. Cái chế độ cộng sản là chế độ không có tính người. Dạ. Chỉ mạnh nặng yếu thua. Cho nên hồi xưa bác nghe con nói á, thì thằng Đờ Cạt nó sáng tác ra cái chế độ cộng sản hồi xưa á. Đờ Cạt nó gọi là nó lý luận ở trên nó là con người sinh ra từ cái loài dưỡng cổ. Con người á. Dạ. Sinh ra từ loài dưỡng cổ. Cho nên á, con thấy con dượng con dượng ở trong rừng á. Dạ. Mấy con dượng ở trong rừng á, con dượng đực á, nó bắt nó khi đẻ ra là nó bắt con dượng đực nó nhăn giá ở trần rồi để mình đó cũng như cộng sản bây giờ, cái giáo cộng sản bây giờ
chỉ có đảng thì sống được, còn thằng nào mà không đảng thì nó gì hết trơn, không sao đảng nữa. Cho nên ở trong mình thì con dựng được chỉ có con một à. Dạ. Cho con nào mà có lỡ qua trốn thì chạy đi chỗ khác mà sống thì mày ở chứ mày không ở chung mày được, chứ là không có nhảy lọc được á của mình. Dạ, dạ đúng chú. Nên đúng ra nếu mà loài khỉ mà được thùng, được Đức Phật quá đúc thì nó sẽ được là làm người. Nhưng mà nó cuối cùng nó cũng là cái gốc khỉ nha. Dạ. Cho nên thì cái thuyết của cái thằng Đờ Cạt nó cũng đúng á. Thực ra không cái khoa học, học chứng minh sai chú, thuyết thác của ông Darwin á. Dạ. Dạ. Chứ không có cái gì mà trường tồn hết đó. Dạ. Cái chủ thuyết của ông Cộng sản á thì nó nói là con cá lớn ăn cá bé. Dạ, cái đó là cái thuyết đó nhất thời thôi chú. Chứng mạnh là thắng. Dạ. Con cá lớn này ăn cá bé. Nguyên tắc nó là vậy, quy luật. Nó lý luận vậy đó. Còn bên Đức Phật Thích Ca thì lý thuyết mấy ngàn năm trước á, công bằng bác ái là trường tồn. Dạ. Công bằng bác ái. Anh như anh, tôi như tôi. Tôi anh hòa đồng nhau thì có sự sống trường tồn. Nếu mà anh nói anh hơn tôi, tôi thua anh cũng được, nhưng mà anh phải chờ tôi ngôi lời sống. Chứ anh bắt tôi phải sống theo anh thì không được. Thì đó là sự bất công. Dạ. Không có bằng công bằng được. Cho nên chỗ đó hai cái thuyết nhau nó khác nhau. Nên mình nói cái thuyết Hồ Chí Minh là từ cái hang bắt bó, ông qua ông tập tập. Giống như thí dụ như mình đặt, bác đặt giả sử như bác hồi đó là một thằng thợ thí heo ngu dốt, đi qua ở ngoài trong hang đó gặp cái thằng kia, nó nói thôi mày ơi, mày về theo tao đi, tao cho mày làm tổng thống nước Việt Nam, mừng thấy mẹ chứ sao không mừng. Đặt như hoàn cảnh bác mừng nữa, còn dốt còn nghèo nữa, thôi mày tổng thống mà thằng nào cũng làm. Dạ, dạ đúng rồi. Nhớ đổ mười đó cần tiếng heo quá chú. Thầy mới nói bài dễ lắm, kẻ đầu trâu mặt ngựa, coi sự sống như tiên như nữa, coi sự sống đó. Yeah. Được chức có quyền cho mày không cần biết, tao giết bao nhiêu con gái trong gia đình tao giết hết cũng được nữa, dân tộc dòng họ tao tao giết để mà tao có được cái chức có quyền, có được quyền to chức trọng đó. Thì mấy thằng đó bị Hồ Chí Minh nó dụ quá. Dạ. Yeah. Nó giúp thấy mẹ hồi đó đi thiến heo. Dạ. Yeah. Có thằng nào đó đi thiến heo đúng không? Đúng, đố mười chú. Chứ có thằng hồi lấy trâu á. Dạ. Ờ, đó. Qua bển thì mày theo tao đi, thì nó tao cho mày làm bí thư, làm chủ tịch. Mày mừng thấy mẹ chứ gì. Dạ. Cho nên á, nó quên đi thêm danh lợi mà nó đánh mất cái lương tri của loài người của nó. Con người của nó đó. Dạ. Đúng không? Dạ mấy người đó là mặt người thôi chứ, nhưng lòng thú. Quyền dùm nó, cho nên bây giờ cái đầu của nó thì giống như con thú vật rồi, bây giờ còn nói gì nữa. Dạ. Cho nên bây giờ bác nói ở đây mẹ nhờ không có thấy hình cho nó thấy, nó biết sợ thì nó không nghĩ ra được cái giọng của bác không. Không dám đâu chú. Bác biết rồi. Dạ. Cho nên bây giờ bác nhận cái dịp này á, để mà bắt động viên lại, bắt kêu gọi lại các hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa để chung lưng á, bỏ cho tổng thống một lá phiếu. Các vị như tướng thiếu tướng Lưu Xuân Việt nè, Lê Bá Hùng nè, Nguyễn Tùng Dân nè, khoa học gia Lê Nguyễn nè, mấy người đó chung ông Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Thanh Giàu. Tôi đề nghị yêu cầu với ông lắng động nghe chương trình của Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Rồi mấy ông sẽ thấy cái tài năng đức hạnh siêu phàm của Tổng thống. Có một chiến lược tuyệt vời luôn. Dạ. Lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Các ông hãy lắng nghe thử một thời gian, một lần thôi. Không? Dạ. Lắng động để mà nghe lại chương trình của Tổng thống Đệ Tam Việt Nam một lần thôi. Một lần thôi, em tôi rất yêu cầu thành tâm, yêu cầu với ông hãy lắng động nghe, để nghe kỹ lại chương trình, kế hoạch của tổng thống. Nội của tôi là người ở nước quốc nội đây, là người tín đồ đang bị kèm kẹp trong Phật giáo Hòa Hảo của cộng sản,
mà tôi còn có thể động viên hơn một hàng hộ để trưng cầu dân ý cho tổng thống. Còn các ông ở nước ngoài, ở nước ngoài rất tự do, dễ chọn lựa quá, mà tại sao các ông không được chọn lựa, không thấy được một đấng minh quân để mà chọn lựa làm để cứu đất, cứu dân, cứu nước và dân tộc? Hội đoàn các ông tự xưng lên rồi các ông làm được gì cho đất nước không? Chưa có hội đoàn nào có được hết, có đủ cái khả năng tầm dốc để nói chuyện với quốc tế hết. Hội đoàn tự xưng như ông Thích Thông Lai, không? Hội đoàn Tân Việt Tân gì đó, không? Chưa có đủ tư cách pháp nhân, không? Mà tổng thống mới có đủ tư cách pháp nhân. Dạ. Tư cách pháp nhân từ đệ nhị cộng hòa truyền qua bàn giao có bao nhiêu lão niên, trung niên, thanh niên, tuổi tác, 1990, mà đồng bào chính tôi là người ở Việt Nam rút nổi còn biết, các ông ở nước ngoài mà có ông còn coi cái tôi tôi quá lớn, thành thử các ông không được không? Cái chương trình của tổng thống quốc gia Việt Nam Việt Nam Cộng Hòa, ông thấy thì mấy ông cái tôi của mấy ông quá lớn, không? Cái bằng của mấy ông quá lớn, sống ở nước tự do mấy ông quá dung sung sướng rồi, cho nên nghĩ rằng đây là tổng thống, là sự tổng thống đồng minh quân, là một người tự xưng tự đạo. Nhưng mà mấy ông biết cái công đức tinh ở người ông nào vô đó ở được một tháng đi, tôi mới đội ông đó trên đầu, đội mấy ông đó trên đầu luôn. Ăn chay, ăn ở trong sa mạc một tháng, ăn chay một tháng, tôi sẽ đội ông đó trên đầu. Tại sao mấy ông không xem xét lại những cái đức hạnh của người ta, công trình của ta cũng vì dân vì nước, vì dân vì nước. Còn các ông cũng vì dân vì lợi mà phê phán thế này thế nọ, chiêu dẹo tùm lum tùm lê. Ở bên cái xứ tự do mấy ông ăn sung mặc sướng rồi, mấy ông không có nghĩ tới, không nghĩ tới cái dân tộc đang bị đau khổ, dân tộc ở Việt Nam. Dạ. Đó, trong cái dòng lâu đến của cộng sản mà còn thấy được tổng thống, không? Có ông ở nước ngoài mà không thấy được thì mấy ông quá dở rồi. Vậy mấy ông nói là tranh đấu cho dân tộc là cái gì? Chỗ nào đâu, không có tranh đấu được. Dạ. Chỉ một lá phiếu mà mấy các ông còn tiếp, còn nói mọn ích kỷ. Thế mà mấy ông nói tranh đấu là cái gì? Lợi dụng cái lòng dân tộc để không tranh đấu kiếm một cái tư gì lợi riêng á, nghe không? Cái danh lợi riêng của mấy ông thì tôi chịu, chứ mà ông tranh đấu vì dân tộc, nghe không, thì là tôi không chịu đâu, không chịu đâu. Dạ. Cho nên tôi nói thật với đồng bào toàn quốc, 10 năm trước tôi không có tu, tôi không biết gì hết á, không biết tu hành, không biết ăn chay niệm Phật, không? Còn uống rượu, còn cờ bạc, còn vợ lớn vợ nhỏ, còn quấn số đề, không? Nơi còn nhậu nhẹt tùm lum, vợ lớn vợ nhỏ 2-3 bà luôn. Nhưng mà khi bắt đầu quay đầu lại, sau khi nhà nước cộng sản nó cho phép mở cái ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở xã, nghe mừng quá, bây giờ nhà nước cho mở cái ban trị sự Phật giáo ở xã, mừng quá mới lên dự thì thôi. Nghe cái ông trung ương ở xuống ông hổ biến bây giờ cho mở ra cái đạo Phật giáo Hòa Hảo trở lại, rằng trong cái ban trị sự ở xã này được 100 người thì được cái ban trị sự lên dự. Cái ông trưởng ban trị sự đó cho nó ông xuống ai mình biết đâu ổng là Việt Cộng, nó đưa vô làm ở trong cái bộ trung ương á. Chú ông tiên triều ông nói bây giờ chỉ cho đọc 4 quyển của sấm giảng, đức thầy viết là tới 5 quyển nè, mà dạ. Chỉ đọc 4 quyển ha, 4 quyển nói cơ thôi, chứ vì chính trị là đức thầy nói rõ cấm đọc đảng, cấm đọc đảng đọc tài, nó dạ. Quyển nó không cho, đó, không cho viết, không cho còn, cho nên là còn kinh sách của các tôn giáo khác là không cho đọc luôn, cũng như Phật thầy Tây An, thanh sĩ nó không cho đọc, đem về ông nào có thể đem đốt hết, thầy mới nghe lời, thôi vậy, cho đọc 4 cuốn sấm giảng cũng được, bây giờ đốt, tối lại Diêm Vương bắt,
vẫn kè hai ông Diêm Vương mặt rồng ghi lại kè bắt đi. Đi tôi nói ủa tôi đâu có tội gì mấy ông bắt tôi. Mấy ông đi ông biết. Cuối cùng là thầy dẫn tới một cái tòa án gì đó. Thì mới gặp Đức Quỳnh Giáo Chủ. Tại sao con đem đốt sách với hình của thầy? Đó. Ủa? Cái ông kia ông cấm ông Trung ương ông xuống ông cấm không cho đọc. Chứ không cho ra hình. Đó. Con về con lại dở lại kinh của Thanh Sĩ á. Trong giảng con không có hiểu nổi. Trong sấm giảng thì nói hơi cao. Con hiểu nổi con kinh Thanh Sĩ con mới hiểu. Đọc đi rồi con tu lại. Mà ông nói mà ông nước mắt ông rưng rưng. Rồi nửa đêm bắt thức dậy là bắt dở kinh ra bắt đọc. Bắt đọc có một trang một thôi. Rồi là từ đó ăn tương luôn, ăn cái một luôn. Ăn với muối tiêu với chú chín 10 năm con. Tới bây giờ vẫn còn là muối tiêu chú chín. Ngoài ra tàu hủ, buôn trao không có gì ăn hết. Đi đâu xa thì người ta mua là hải người ta nấu canh nó chua gì cho ăn, bác ăn. Chứ ở nhà là đặc biệt chú chín với muối tiêu là bác ăn. 10 năm, không có gì hết. Cuối cùng cũng sống qua ngày. Cho nên thầy mới nói á, giảng này ra cuối mùa thu vậy. Dễ ở mới dễ tu. Nội cái an của mình mà nhiễm thì mình chưa tu được. Vô mâm cơm còn mặn, còn lạ, còn ngọt, còn béo. Không? Thì vậy là mình còn nhiễm rồi. Cái tâm mình tu không được đâu. Cho nên là tổng thống mà vô sa mạc mà ở ăn chay mà ăn ngày có một bữa nữa. Không? Con thấy nội cái nhiêu đức hạnh đó là thấy nhiêu rồi rồi. Không? Tổng thống bỏ hết tất cả diện đời. Không còn tiêm diễn gì nữa. Thì vậy là phải tổng thống mới thấy được, không? Được cái nào cái tính cái tà, đúng cái kiếm thuật nào mới diệt được cái tà. Đó là tà, nó là xảo quyệt, giả dối. Mình dùng cái thật. Cho nên ổng lợi cái vô mấy cô, ổng mới gạch ngặt Hồ Chí Minh đó là gián điệp. Đó là cái công lớn của ổng phải không? Ổng biết vậy, nó là tà giả, nó là gián điệp đó. Và gián điệp nó gài qua Việt Nam rồi, nó giết dân tộc Việt Nam rồi mấy triệu người. Kể cả thằng Mỹ là 59.000 người nữa. Thì cái tội của này là mày phải thường ta để cho dân tộc Việt Nam chứ. Phải thường chứ. Còn đoàn kia đứng ngoài đã đảo cộng sản. Cúi súc đứng treo cờ vàng rồi. Ông Dương thả đứng tùm lum tùm lên. Cuối cùng bị nó cộng sản bắt nhốt. Nó quýnh thấy mụ nội nó cắt cổ luôn. Nó phải xuôi lực. Đâu có đúng vậy. Đâu có biểu đi kéo cờ vàng ba sọc đỏ kéo biểu tình đã đảo đâu. Chỉ có yêu cầu trưng cầu dân ý thôi. Trưng cầu dân ý thôi. Đúng rồi chú. Nhưng mà tại sao không chịu mà theo nghe lời trưng cầu dân ý đi. Ai tới bây giờ bác đã ký tên mà đạp mặt Hồ Chí Minh 2012 tới bây giờ đó con à. Trong mấy mấy đây đâu. Nhưng mà tới giờ có thằng đâu mà lại bắt bớ bắt đâu. Đâu có nói gì đâu. Tại mấy kia nó xách động ở bên ngoài cho ông Thảo mới làm dữ thật. Ông trong thằng cọp, ông đội bắt cọp. Ông khùng, tại ông khùng ông chịu. Ông nghe lại mấy kia dụ dỗ ông chịu. Cũng đúng chú, nhưng mà nghĩ cũng tội chú. Nhưng mà ông kia ông cũng thiệt tình, thấy cũng tội ông thả. Thấy cũng tội nghiệp, ông cũng thiệt, nghe không? Ông là xíu giật. Tại tổng thống cũng tổng thống cũng có nói chú, tại vì bây giờ Bình Minh Cần Thơ nó cắt cổ luôn á. Vô đồn ăn cắt ba nhát muốn nước cùng cổ mà. Nó thấy là bắt hai ba hảo lợi làm chứng cho nó. Nó này tự cắt, có phải nó quỷ ma không? Nhưng mà giờ làm sao nói được. Thôi bây giờ chương trình bữa nay chỉ bữa thêm 3-4 ngày nữa có thể bây giờ bắt nói chuyện thêm lần nữa. Dạ, con cảm ơn chú. Để hôm nay chú chia sẻ như vậy để cho đồng bào ở trong quốc nội để hiểu được cái chú. Rồi, con chào chú nha. Con chào chú. Chúc chú một đêm bình an.
Đó, Hoàng Tôn chia sẻ chú ở trong quốc nội muốn lên trình bày, chú muốn đưa cái nguyện vọng với tâm tư của chú đến cho đồng bào, luôn ở đồng bào ở trong nước và đồng bào ở hải ngoại. Đó, nhiều khi chú ở trong nước cũng gặp rất là nhiều khó khăn, đó Hoàng Tôn cũng biết, nhưng mà chú chịu tìm họ, tìm tòi, tìm hiểu, đó thì không lý nào những người ở hải ngoại cho mình là đấu tranh, cho mình là ông này bà kia, đó giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ, nó không biết là bao nhiêu ở đó. Đó, nhưng mà cái lập trường đó, về cái vấn đề đó mà nhìn ra này kia nọ đó thì cũng không bằng chú đó, nên Hoàng Tôn nó muốn, chú muốn lên trên diễn đàn để chú muốn chia sẻ, nên Hoàng Tôn mời chú lên là vậy. Chú muốn lên là mấy mấy lần trước lận đó, nhưng mà bây giờ là Hoàng Tôn mượn cơ hội này, Hoàng Tôn mời chú lên luôn để cho chú chia sẻ cho quý cô dì chú bác và quý anh chị em nghe lập trường của chú và những cái lòng tin của chú đối với tổng thống, để cho đồng bào ở quốc nội hãy tin tưởng những cái gì chú nói, tại vì những cái gì chú nói trong sấm rất là hay. Hoàng Tôn còn giữ mấy cái sấm của chú, đường Hoàng Tôn cứ nghiệm hàng ngày, Hoàng Tôn cứ đọc một hai câu rồi mình nghiệm trong một hai câu đó để mình muốn hiểu cái ngụ ý, tại vì thường sấm sấm của những vị là tiên Phật, nên khi họ dùng sấm, họ dùng nói là họ về đó là thiên cơ, nên chỉ dùng thơ thơ văn để nói, mà mình không nghiệm ra được, mình không hiểu thì làm sao mình hiểu ra cái thời cuộc đó. Nên Hoàng Tôn vẫn cứ nghiệm hàng ngày là như vậy. Rồi hôm nay mình Hoàng Tôn chỉ chia sẻ đây mới đó mà cũng là gần 2 tiếng rồi. Nếu như vậy hôm nay Hoàng Tôn ngừng ở đây, rồi ngày mai đó thì Hoàng Tôn sẽ mời một chú khác ở ở Úc lên, thì chú ở Úc là chú Luận, thì Hoàng Tôn cũng làm thảo luận với chú rất là nhiều, chú cũng có rất là nhiều cái rất hay, có là khi chú giải thích cho Hoàng Tôn đó, có nhiều cái Hoàng Tôn hiểu, nhưng mà để giải thích lại đó, cho nó cô đọng, mà để giải thích lại cho nó dễ hiểu này kia thì Hoàng Tôn nghĩ là chú giải thích là tốt nhất. Vì những cái gì mà Hoàng Tôn hiểu thấu đáo đó thì Hoàng Tôn mới giải thích nó mạch lạc và nó dễ hiểu. Còn khi mà Hoàng Tôn hiểu nhưng mà mình chưa có cô đọng lại thì cách Hoàng Tôn giải thích nó hay bị ngắt quãng đó. Nên Hoàng Tôn sẽ mời chú lên chia sẻ cho ngày mai, cái livestream ngày mai. Rồi chúng ta sẽ nghe một bài nhạc của Tổng thống và chúng ta chia tay. Với nữa Hoàng Tôn còn ho đó, không biết cái ho này nó ho, nó bị ho mùa đó, nó giống như bị chắc bị gió đó, nó bị pollen đó, cho trong cái dị ứng đó. Rồi Hoàng Tôn cảm ơn quý cô dì chú bác và quý anh chị em đã quan tâm đến Hoàng Tôn. Hoàng Tôn sẽ ráng giữ sức cho nó khỏe để còn livestream. Mười năm qua anh phiêu bạt sương gió. Dạ, nguyên là allergy á con. Anh biết hỏi phương nào, đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi thật đau nỗi hờn, ngày tự do quê hương
trong trong lòng người đi nối nhịp trùng dương cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày quê hương dân Việt hết đau thương gió nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào đời lênh đênh trôi theo à, dòng mệnh bạc không muốn biết nói còn nhớ đúng rồi Apple với Ginger với Lemon Grass để con kêu vợ con làm 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá từ đó sân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân ôi trùng khơi rừng rừng cồn sóng núi rừng ơi hợp tấu tự do quê hương mòn mỏi ngóng trong lòng người đi nối nhịp trùng dương cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày quê hương dân Việt hết đau thương ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày trong mơ ngày sông núi đợi rồi Hoàng Tôn chúc quý cô dì chú bác và quý anh chị em được một đêm ngủ bình an và chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Thank you.